chú ý xem, chàng trai Sen không về quá khứ, không ngờ lại chế tạo ra một khẩu súng. Đúng lúc thủ lĩnh phản quân đang huênh hoang trong cung điện, chàng trai không hai lời liền bắn một phát hạ gục hắn. Và để phòng ngừa đối phương ban đêm phái binh tấn công, anh ta còn trong cả cung điện cài đặt hệ thống báo động dòng điện. Loạt hành động này của anh khiến hoàng thượng bái phục sát đất, lập tức quyết định phong anh làm tổng bộ cẩm y vệ. Kiếp trước anh là hậu duệ của Mạc Kim hiệu úy, thành thạo việc trộm mộ diệt quỷ, nhưng lần này anh lại gặp phải một chiếc quan tài kỳ lạ, bên trong có một xác chết lại trông giống hệt anh ta. Anh vừa định nhìn kỹ một chút thì cổng xuyên không mở ra, chỉ thấy anh từ trên trời rơi xuống, rơi đúng vào phò mã được chọn của Tam công chúa, phò mã tương lai chết ngay tại chỗ. Hoàng thượng chuẩn bị xử tử anh bằng cách ngũ mã phanh thây. Anh nghĩ ra một kế, nói mình là người ngoài hành tinh, ta còn lấy điện thoại ra để chứng minh. Bệ hạ, thứ này gọi là điện thoại di động, nó có rất nhiều công dụng, có thể nhốt mọi thứ trên thế gian vào trong này, thứ nhỏ bé bằng bàn tay này mà còn đòi nhốt mọi thứ trên thế gian. Ngươi đừng có nói nhảm. Ngươi đang làm gì vậy? Nhốt ngươi vào trong đó. Đây, mang cho hắn xem. Cái gì? Ta thật sự bị nhốt vào rồi. Ngươi làm gì mà hoảng hốt như vậy? Nhốt vào đâu? Ngươi không phải vẫn đang đứng đây sao? Bệ hạ nhìn đi. Thật sự bị nhốt vào rồi. Sao lại thế này? Người này không phải đang đứng đây sao? Bệ hạ, đây chỉ là nhốt một hồn phách trong ba hồn bảy phách của hắn. Nếu trong ba ngày không hoàn lại thì hắn nhất định sẽ chết tươi. Ba hồn bảy phách, ngươi muốn giết ta sao? Nhanh chóng thả hồn phách của ta ra. Việc này không phải là do ta quyết định, trừ khi ngươi quỳ xuống trước điện thoại của ta ba lần và phải hét lên nô tài đáng chết. Ngươi, thời gian không chờ đợi ai đâu, xem nào. Nô tài đáng chết. Nô tài đáng chết. Tên khốn, ngươi dám lừa gạt ta. Đây là bảo vật của ta, làm thế nào để thao tác thì chắc chắn phải do ta rồi. Nhìn xem, biến mất rồi. Quả nhiên là mất rồi. Ngươi có chút tài năng, nhưng có lẽ ngươi chỉ biết vài chiêu trò kỳ môn mà thôi. Đừng nghĩ lừa được chấm. Bệ hạ, việc ngài tin ta hay không không quan trọng, điều quan trọng là ta không có ý đồ xấu với ngài. Nhưng ngươi biết không, ngươi đã giết cái cây đẻ tiền của chấm. Ngươi biết không, mỗi năm Mã gia ở Giang Nam đóng góp bao nhiêu tiền quân lương cho triều đình? 10 triệu. Đúng vậy, đến 10 triệu lượng vàng. Bệ hạ, việc giết hắn ta thực sự có trách nhiệm, nhưng nếu công chúa không ngại, ta cũng có thể làm phò mã. Mã gia có thể đóng góp quân lương, ta cũng có thể cung cấp. Ý ngươi là nói ngươi có thể cung cấp cho triều đình 10 triệu lượng quân lương? Không phải, 50 triệu. Chỉ cần bệ hạ cho ta một năm, ta có thể cung cấp cho triều đình 50 triệu và 100.000 bộ trang bị. Nói bậy bạ, 50 triệu lượng, ngươi biết đó là bao nhiêu không? Đó là thu nhập cả năm của đại lương chúng ta. Trẫm cũng không thích kẻ nói suông, người đâu, đánh gãy chân kẻ trẻ tuổi này. Và cùng xác của Mã Hoài Ngọc, gửi đi Giang Nam. Phụ hoàng, hay là để hắn làm phò mã của con, dùng công chuộc tội. Tam công chúa, ta không nghe nhầm chứ, ngươi muốn chọn hắn làm rể? Bắc Uyên đã muốn hòa hảo với đại lương của chúng ta từ lâu. Không bao lâu nữa sứ đoàn Bắc Uyên sẽ vào kinh. Con không muốn rời khỏi đại lương, mong rằng phụ hoàng sẽ thành toàn hài nhi của ta. Mẫu thân ngươi qua đời sớm, ta mới đưa ngươi trở lại cung năm ngoái, tự nhiên là không muốn ngươi gả đi Bắc Uyên, vậy nên ta mới tổ chức cuộc thi tuyển phu quân này cho ngươi. Nhưng ai ngờ. Thôi được rồi, được rồi, ta sẽ chịu ý ngươi. Bệ hạ không thể. Người này không rõ lai lịch, nếu để hắn vào cung, nô tài sợ sẽ có loạn. Vậy Triệu công công có cách nào không? Nô tài nghĩ thời hạn một năm quá dài, tốt hơn hãy cho hắn 7 ngày. Nếu trong 7 ngày sau hắn có thể kiếm được 1 triệu lượng bạc thì chứng minh lời hắn nói là thật. Nếu không sẽ là tội lừa đảo. Như vậy đi. 1 triệu lượng bạc. Triệu công công, điều này không phải là ép người sao? Đúng vậy, ngay cả thương hội buôn bán lớn nhất kinh thành trong 3 tháng cũng không chắc kiếm được 1 triệu lượng. Ngươi bảo hắn đi kiếm. Điều kiện này quá nghiêm khắc. Bệ hạ, nô tài cũng chỉ vì nghĩ cho ngài, nếu hắn còn không làm được việc này thì làm sao xứng với Tam công chúa? Tên thái giám khốn kiếp muốn hại ta à? Nhưng ngươi sợ là sẽ thất vọng thôi. Cho 3 ngày là đủ. 3 ngày? Không sợ nói dối đến rụng lưỡi à? Triệu công công, có dám đánh cược không? Ngươi muốn cược thế nào? Cược rằng sau này mỗi lần gặp ta, ngươi phải học kêu 3 tiếng chó. Sao nào? Nếu ngươi không làm được thì sao? Tùy ngươi xử lý. Được, theo ý ngươi, ta sẽ cược với ngươi. Đừng hối hận đấy. Mấy người các ngươi? Được, hôm nay cược, chấm sẽ làm chứng. Khởi giá. Cung tiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đa tạ công chúa đã giúp ta thoát nạn, đừng tự cho mình là đúng, ta chỉ đang giúp chính mình mà thôi. Công chúa này tính cách thật đặc biệt. Muội muội, 10 năm trước đã giết thân sinh mẫu thân, bây giờ ngay cả phò mã chưa cưới cũng chết dưới tay ngươi, ngươi thật là tai họa. Hai người này là đại công chúa và đại phò mã,
có vẻ như ta đã gặp ở đâu đó. Cung Đông Lôi không chào đón hai vị. Này muội muội, ta chỉ là quan tâm đến ngươi, sau cái chết của phò mã, không cần phải lạnh lùng thế. Muội muội, người này là ứng cử viên phò mã không biết nhiều, dám nhìn thẳng vào bản cung. Có thân hình khỏe mạnh và vẻ ngoài điển trai, cũng đủ sức làm sủng vật của ta. Đại tỷ à, người có gai không? Này muội muội, nhanh mồm nhanh miệng không vui đâu. Muội muội của ta tính cách khô khan, thật là nhạt nhẽo, nếu sau này người thấy chán, có thể đến chơi ở cung Phượng Tê của ta. Công chúa, ngài im đi. Ngươi có phần nói sao? Nghe nói muội muội và phò mã của ngươi đã đánh cược với Triệu công công. Bản cung cũng muốn cược với muội muội, không biết muội muội có hứng thú không? Ngươi muốn cược gì? Cược hắn. Nếu hắn thua, muội muội cho tỷ tỷ mượn hắn chơi vài ngày. Nếu hắn thắng, ta sẽ giúp ngươi lấy lại di vật của mẫu thân ngươi từ tay Tấn Uyển Dung, thế nào? Di vật của mẫu thân ta sẽ tự mình lấy lại, không phiền ngươi bận tâm. Sao vậy, muội sợ thua sao? Đại công chúa nhà chúng ta thấy không có hứng thú, nếu không hứng thú thì thêm chút đặt cược nữa. Im ngay, ngươi nói linh tinh gì vậy? Yên tâm, ta sẽ thắng. Ngươi muốn thêm cược gì? Được, vậy thì đã nói định rồi. Trong thời gian này, ngươi nhất định phải chú ý sức khỏe, đừng đến lúc biểu diễn không tốt đấy. Bản cung không phải dễ đối phó đâu. Còn đứng đó làm gì, về cung thôi. Ngươi nói gì với cô ấy vậy? Bí mật. Cô ấy không phải dạng vừa đâu, ngươi cẩn thận đừng để bị hại. Ngươi dám trêu chọc bản công chúa? Ta đang suy nghĩ, làm sao để nhanh chóng kiếm được 1 triệu, vậy ngươi nghĩ ra chưa? Tất nhiên. Nhưng, ta cần công chúa, giúp ta chuẩn bị một số thứ. Thứ gì vậy? Hoa, rượu, nước, trà, xi măng, cái lọ, khăn tay. Ngươi định dùng những thứ này, kiếm được 1 triệu lượng. Đúng vậy. Gã này đang làm trò gì thế? Được rồi, hoàn thành. Đây là cái gì vậy? Thơm quá. Đây là thứ có thể kiếm tiền đó. Nhưng mà công chúa phải cho ta mượn một bộ quần áo và một bộ tóc giả nữa. Bằng không thì bộ dạng này của ta ra ngoài e là không tiện lắm. Bộ quần áo công chúa cho cũng tạm được. Cái tóc giả này cũng khá vừa vặn. Lão bản nương, có một vụ làm ăn mời ngươi tham gia. Không rảnh, làm ăn một vốn bốn lời đấy, ngươi không làm ư? Ta nói này, ngươi sao phiền thế? Ta tính toán suốt 2 giờ liền, bị ngươi làm xáo trộn hết cả lên. Không thấy bên ngoài, có viết ngày nay nghỉ bán sao? Xin lỗi, ta không thấy. Những vị công tử này, cứ 3 ngày lại một lần làm phiền ta ở Thiên Hương Các. Không phải là có ý định với ta sao? Nói cho ngươi biết, ta không hứng thú với những tiểu thí hải như các ngươi. Không hứng thú. Dáng dấp cũng không tồi, chỉ là tính tình ngươi nóng nảy. Trưởng quầy, ta thấy ngươi đang tính toán. Ta sẽ giúp ngươi tính xong cái này. Sau đó ngươi cho một cơ hội, chúng ta hợp tác một lần. Ngươi biết tính toán. Trong vòng một khắc ta sẽ xong hết cho ngươi. Lưu trưởng quầy, người này chỉ là thần côn. Ngươi đừng tin hắn. Phò mã ra, ngài lại đến mua túi thơm cho công chúa à? Các người Thiên Hương Các này tự xưng là nhà hương thơm số 1 thiên hạ, nhưng không có một túi thơm nào làm công chúa hài lòng. Danh không xứng thực. Phò mã ra nói đùa, công chúa đã nói rồi. Nếu trong 1 tháng không có một túi thơm nào làm cô ấy hài lòng, ta nghĩ ngươi không cần làm nữa. Phò mã ra, xin công chúa yên tâm. Những nghệ nhân của chúng ta đã làm việc suốt đêm, tốt. Bản phò mã sẽ chờ tin tốt. Ngươi tiểu tử này, ta cảnh báo ngươi, đừng có ý đồ xấu, nếu không ta sẽ làm ngươi chết không toàn thây. Hôm nay ngươi có đánh răng không vậy? Miệng sao mà hôi thế? Ngươi cái gì ngươi? Trước mặt công chúa như con chó săn, ở đây ngươi có vai phong gì? Ta cái gì ta? Ngươi là phò mã sống không bằng thái giám. Nếu ta là ngươi, ta đã tìm miếng đậu phụ đập chết mình. Được, rất tốt. Đợi ngươi thua cược, xem bản phò mã sẽ xử lý ngươi thế nào. Sợ rằng ngươi sẽ thất vọng, ta không chỉ không thua, mà còn đặt chiếc mũ lên đầu ngươi, có tin không?
Lão bản nương, ngươi tính tiền chưa? Lão bản nương, ngươi có tính không? Tính. Nhưng, đã hẹn là 15 phút. Nếu ngươi tính không chính xác, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, một khắc để tính nhiều như vậy. Ngay cả Trạng Nguyên cũng không dám nói, có thể hòa thành trong một khắc, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào ta đẹp trai hơn ngươi. Đây là cái gì vậy? Đây chính là cái điện thoại mà Triệu Công Công đã nói. Xong rồi, ta đã tính xong. Ta đã kiểm tra lại một lần nữa, có vẻ như là nhân viên của cửa hàng ngươi đã ăn cắp. Những kẻ đáng nguyền rủa này. Không trách tại sao ta thấy sổ sách không khớp. Công tử, thật sự đa tạ ngươi. Không có gì, đừng khách sáo. Chỉ là thủ thuật nhỏ mà thôi. Còn tự cho mình là hành tỏi. Đại công chúa, Tần Phong bái kiến công chúa. Ngươi dám lừa ta, không phải đâu. Nhìn nhầm rồi. Lão bản nương, vậy chúng ta có tiếp tục làm ăn không? Tiếp tục, nhưng... Ngươi muốn nói về điều gì? Tần đại phò mã, chúng ta cùng nhau làm ăn. Ngươi có hứng thú không? Lâm Thiên, đừng quá tự mãn, bản phò mã sẽ khiến ngươi hối hận. Mùi gì vậy? Thơm quá, Lưu trưởng quầy, đây là nước hoa, hương thơm và độ tinh khiết, cao hơn gấp 10 lần so với túi thơm. Loại nước hoa này, ngươi nghĩ công chúa sẽ hài lòng chứ? Kỳ quái, mùi hương này sao lại có cảm giác như vừa ẩn vừa hiện? Lúc thì rất thơm, lúc lại rất nhạt. Ngươi tự nghiên cứu ra đấy à? Đúng vậy, và đây chỉ là một trong nhiều mùi hương. Ta có thể cho ngươi công thức, ngươi có thể phát triển ra nhiều loại mùi hương khác nhau. Ngươi muốn gì? Ngoài thân xác ra thì không. Lưu trưởng quầy, ngươi có vẻ đẹp mê người, khuôn mặt kiều diễm. Thân thể của ngươi làm sao chỉ có thể một lọ nước hoa là có thể được. Ta chỉ muốn có 100 lượng bạc mà thôi. Gì cơ, 100 lượng? Không có đâu. Ngươi còn chẳng bằng khớp luôn cả thân thể ta đi. Lưu trưởng quầy, nếu công chúa thích loại nước hoa này thì thiên hương các của ngươi cũng có thể tiếp tục kinh đao ngươi. Sau đó dùng tiếng tăm của công chúa để đặt tên cho loại nước hoa này là nước hoa công chúa. Làm sao có thể không bán chạy được. Nhưng nếu công chúa không thích thì sao? Ngươi có thể cho công chúa thử trước. Nếu cô ấy thích, ngươi mới trả tiền cho ta. Được. Vậy ta sẽ vào cung ngay bây giờ. Ta cũng phải trở về cung. Tại sao không đi cùng nhau? Đi đường ta sẽ nói cho ngươi nghe về kế hoạch chi tiết. Đừng làm phiền, nhẹ tay chút. Thật vô dụng, bảo tìm cho bản cung một cái túi thơm. Đã bao lâu rồi, không có một cái nào ta thích. Công chúa, ta vô dụng, xin bớt giận. Đúng là ngươi vô dụng thật. Nếu phụ hoàng biết, ngươi là một tên hoạn quan, ngươi nghĩ lẽ nào ngươi có bị chất phế? Cái phò mã này, công chúa tha mạng, xin đừng nói với hoàng thượng, lại đây mát xa chân cho ta. Có ngày, ta sẽ khiến ngươi quỳ gối, trước mặt ta xin tha. Bái kiến công chúa. Bình thân, Lưu trưởng quầy đến đây làm gì? Đây là cái gì? Thơm quá. Công chúa, đây gọi là nước hoa, thơm gấp 10 lần so với túi thơm, và tinh dầu truyền thống, và mùi lưu lại lâu hơn. Đưa đây. Quá thơm luôn, bản cung thích, thiên hương các nghiên cứu ra sản phẩm này à? Đúng vậy công chúa, ngươi dám lừa dối công chúa, ngươi không phải nói rằng các nghệ nhân của ngươi vẫn đang làm việc suốt đêm sao? Tại sao bỗng nhiên lại nghiên cứu ra được cái này? Nói, thật ra đây là của một vị công tử tặng cho ta. Người này phò mã biết, ngươi nói hôm nay ở thiên hương các, người đó. Làm sao có thể là hắn? Ai? Lâm Thiên. Con chó tốt không chặn đường, vậy ngươi thực sự nên tránh ra một chút. Thôi, lười cãi nhau với ngươi, dù sao ngươi cũng không sống qua ngày mai. Xin lỗi, ta đã kiếm được 1 triệu rồi. Mới một ngày, ngươi dám nói đã kiếm được 1 triệu lượng. Tiền đâu, ngươi lấy ra cho chúng ta xem, sẽ có người đưa tiền lên. Được, đây là lời ngươi nói đấy, ta sẽ báo với hoàng thượng ngay. Đến Đông Lôi Cung, nếu không lấy ra được tiền thì đó là phi quân, ngươi chuẩn bị nhận chết đi. Đúng rồi, Tam công chúa muốn gặp ngươi, nói ngươi nhanh chóng đến gặp. Không ngờ cô nàng này cũng khá là đặc biệt.
Không đúng, cô ấy không phải tìm ta có việc sao? Làm sao? Không lẽ ta bị đầu độc? Lão cậu này muốn hại ta, ai ở trong đó? Lâm Thiên, tại sao ngươi chạy nhanh thế, đụng vào bản cung rồi. Ngươi làm gì bản cung? Đúng rồi, đây là tờ séc 1 triệu lượng bạc, do lưu trưởng quầy đưa, để ngươi trao cho ta phương pháp sản xuất. Ngươi làm gì? Đừng nóng vội, chúng ta đang ở trong cung Đông Lôi, nếu Tấn Vân Hy phát hiện ra thì không hay đâu, đừng thô bạo thế, theo lời cá cược, lẽ ra là ta phục vụ ngươi mới đúng, nào, nằm xuống đi. Thuốc này cũng quá mạnh mẽ. Ngươi không thích thế này à, phải kiểm soát được, hay là ngươi muốn chơi trò gì đó thú vị hơn, được, ta sẽ chiều lòng ngươi, nhưng lần sau, ngươi phải phục vụ ta thật tốt. Họ đang làm gì thế? Muội muội không phải người như thế, nghe ta nói này, vô liêm sỉ, cuốn xéo khỏi cung Đông Lôi đi, ngươi đang làm gì thế? Sao có thể làm những chuyện hạ tiện như vậy? Hôm nay ta đến để đưa tiền cho Lâm Thiên, hắn như phát điên, kéo ta vào phòng, xin phụ hoàng hãy xem xét rõ ràng, phiếu tiền là gì? Hắn không phải đã cá cược với Triệu công công, trong 3 ngày kiếm được 1 triệu lượng sao? Hắn thật sự làm được, hắn làm được như thế nào? Hắn đã nghiên cứu ra một loại nước hoa, chủ tiệm Thiên Hương sẵn sàng trả 1 triệu lượng để mua công thức sản xuất, nhưng chủ tiệm có việc phải về trước. Vì vậy giao phiếu tiền cho ta, chuyển cho Lâm Thiên, không ngờ tiểu tử này lại làm được, nhưng mà muốn đấu với nhà ta, hắn vẫn còn non. Thật không ngờ hắn lại có chút khả năng, bệ hạ lần này không đúng mực, mới đến cung 2 ngày, đã phạm tội lớn như vậy, bệ hạ chắc chắn phải trừng phạt nghiêm khắc, lão cậu. Ngươi thật là có biện pháp. Ngươi lại không sao cả. Lâm công công, cho rằng ta sẽ gặp chuyện gì sao? Vậy ta sẽ giúp ngươi nói. Ngươi muốn hỏi ta, tại sao dù bị trúng độc của ngươi, mà ta vẫn như không sao ấy phải không? Cái gì độc không độc, đừng nói bậy bạ, ngươi âm mưu hại Tam công chúa, âm mưu thâm độc, đáng bị trừng phạt. Âm mưu hại ta, đúng đấy, lão cậu này cho ta uống thuốc độc, bảo ta là ngươi có việc tìm ta, âm mưu lợi dụng ta, bệ hạ đừng nghe hắn nói bậy, lão nô đối bệ hạ, trung tâm cảnh cảnh thiên địa chính giám. Công công cái phất trần này cũng khá đặc biệt nhỉ, đưa lại cho chúng ta, công công lo lắng điều gì, lẽ nào, trong này chứa chắc bí mật nào đó? Cái gì đây? Đây là thuốc mê, thuốc mê. Ngươi vừa rồi như phát điên, không lẽ là do dính thuốc mê này? Chính là hắn. Triệu công công giải thích thế nào? Bệ hạ, tất cả là lỗi của ta. Ta bị Lâm Thiên làm nhục, nên giữ hận trong lòng, muốn dùng thuốc mê để hãm hại hắn. Nhưng ta thực sự không có ý định hại công chúa. Ngươi cái lão giả này, dám hãm hại Vân Hy, ngươi muốn chết à? Bệ hạ xin hãy tha mạng. Ta nhớ ngươi đã phục vụ ta nhiều năm, có thể tha cho tội chết, tạ chủ long ân, phụ hoàng. Nhưng tội sống không thể tha. Từ hôm nay, tước bỏ chức đại tổng quản của ngươi, giáng chức đi chăm sóc ngựa ở Ngự Mã Giám đi. Đa tạ hoàng thượng, lão cậu này chuẩn bị hãm hại công chúa đấy, chỉ là giáng chức thôi à? Triệu công công vất vả công lao cao, là người trung thành với đại lương, ta tin ông ấy không cố ý hãm hại Tam công chúa, chỉ là đã làm sai vài việc mà thôi. Tam công chúa, cô nghĩ sao? Những gì phụ hoàng nói đúng, bệ hạ này thật sự thiên vị lão cậu hoạn quan này, không trách ông ta kiêu ngạo. Nhưng chuyện này chưa kết thúc, hoàng thượng, về cuộc cá cược của ta với Triệu công công, ta đã thắng, ông ấy có nên tuân thủ lời hứa không? Tất nhiên là phải tuân thủ, đại lương quốc chúng ta dựa vào uy tín để xây dựng quốc gia. Gâu gâu gâu, con chó tốt nhớ kỹ đi, lần sau gặp ta là phải sủa một tiếng, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Phụ hoàng ngươi làm sao? Hai vị công chúa đừng lo, hoàng thượng chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, thỉnh thoảng lại phát bệnh một lần, hoàng thượng mắc bệnh gì vậy? Nguyên nhân bệnh không rõ, thái y cũng không tra ra, không tra ra, viên thuốc này là Tiêu Quý Phi từ Nam Tương xin về, nhưng chỉ có thể giảm nhẹ triệu chứng. Toàn là đồ vô dụng. Chặt đầu hết đi, sinh, lão, bệnh, tử là mệnh trời. Chấm đã già. Đã đến lúc, chọn ra chữ quân, hoàng thượng, con tin rằng người sẽ sống trường thọ cùng trời, cơ thể của mình, trong tâm chấm tự rõ, bây giờ loạn lạc trong ngoài. Chấm thật sự là, tâm có nhưng sức không đủ, chấm phải tìm người giúp mình, nhưng hoàng thượng, dưới gối ngài chỉ có 3 công chúa, vị trí chữ quân cũng không có người lựa chọn, ai bảo không có, chấm không phải có 3 vị phò mã sao? Hoàng thượng, phải chọn chữ quân từ 3 vị phò mã, được, đúng vậy, nhưng từ trước đến nay, đều không có tiền lệ. Quan lại và hoàng tộc chắc chắn sẽ không đồng ý, không đồng ý thì phải hỏi cẩm y vệ đại lương chúng ta, đao trong tay họ. Lời của bệ hạ rất đúng, có cẩm y vệ ở đây, ai dám làm phản trên triều đình này?
chỉ là vị trí tổng đốc vẫn còn trống. E là khó giữ người an tâm, đừng lo, trẫm tự có sắp xếp. Cẩm y vệ, không biết có giống với cẩm y vệ của nhà Minh không? Có phải là cùng một tổ chức không? Lâm Thiên, Vân Hy tương đương. Trẫm sẽ để bộ lễ chọn ngày lành tháng tốt, một thời gian sau, ta sẽ tổ chức đám cưới cho các con. Từ nay trở đi, con sẽ trở thành tam phò mã của Đại Lương quốc, phải đối xử tốt với tam công chúa, đừng làm thất vọng kỳ vọng của trẫm, hiểu chưa? Bệ hạ cứ yên tâm. Phụ hoàng, con không muốn tổ chức đám cưới, chỉ cần để lễ bộ ghi lại là được không? Dĩ nhiên được, miễn là ngươi vui là được. Quay lại thư phòng. Phụ hoàng, con tiễn ngài. Ngụy quân tử, ngươi đang nói ai, hoàng thượng à, hay là ta? Ông ấy, nhưng mà ta thấy ông ấy cưng chiều ngươi lắm. Chỉ là giả vờ thôi, kẻ phụ tình này, năm đó bỏ rơi mẫu nữ ta, bây giờ lại giả vờ, làm người cha tốt. Thật là buồn cười, có vẻ công chúa lạnh lùng này có câu chuyện. Hừ, không trách vừa nãy hoàng thượng ói máu, mà ngươi lại lạnh lùng, ta còn tò mò đấy, tại sao ngươi không quan tâm một câu, cứ làm phò mã tốt của ngươi đi, đừng xen vào chuyện không phải của mình. Ban đầu, ta chỉ muốn kinh đo ngươi kiếm tiền, nhưng hoàng thượng dường như không muốn. Ta sống thoải mái, ý ngươi là gì? Ngươi không nghe ông ấy nói à? Chọn một trong ba phò mã, làm chữ quân, ngươi không cần tham gia là được. Có lẽ không đơn giản như vậy. Bệ hạ, thật sự muốn để Lâm Thiên tham gia cuộc chiến ngai vàng sao? Sứ đoàn Bắc Nguyên sắp vào kinh rồi, chúng ta lẽ nào có thể nhìn tam công chúa gả cho Bắc Nguyên sao? Mã Hoàn Ngọc đã chết, hiện tại cũng không có ứng cử viên phù hợp, chỉ có thể để Lâm Thiên làm phò mã. Thật là hời cho hắn. Ta không thể kéo dài được lâu. Bệ hạ, không sao, giúp ta soạn một thánh chỉ cuối cùng, sau đó hãy đi nhậm chức ở Ngự Mã Giám. Dạ. Công chúa, ta có thể trở thành chữ quân rồi, ngươi hào hứng cái gì, chỉ là đồ bỏ đi như ngươi, làm sao xứng đáng làm chữ quân, ngươi còn không bằng Lâm Thiên, đừng nói là so sánh với nhị phò mã, Loạn Trấn Vũ, nhưng vì bệ hạ đã cho ta cơ hội này, ta sẽ phải cố gắng, ngươi không thể ở một khía cạnh nào đó, dù trở thành hoàng đế thì có làm sao, dù sao công chúa, ta cũng là Trạng Nguyên, và có thể trở thành chữ quân, có thể cho ta một chút tôn nghiêm không? Tôn nghiêm của ngươi, trước mặt ta chỉ là hư vô, còn mơ làm hoàng đế à? Ngươi tin không, ta có thể từ mặt ngươi. Công chúa, ta sai rồi, biến đi. Phò mã tranh giành vị trí chữ quân, thật thú vị. Thân là nhi tử Trấn Bắc Vương, việc trở thành chữ quân, không phải chắc chắn sao? Có vẻ kế hoạch kia, phải nhờ phụ vương chỉ hoãn một chút. Đừng chạy. Dừng lại hết, đừng chạy. Yêu quái nào dám gây rối ở đây? Hãy xem ta tiêu diệt ngươi. Tiên sinh tha mạng, ta chỉ là con chuột nhỏ, tỉ mỉ tu luyện chưa hại ai, mọi yêu quái đều phải chết. Công chúa ngốc này, ta không muốn phục vụ nữa. Khi ta ngồi lên ngôi vua, điều đầu tiên ta sẽ làm là đưa ngươi vào lãnh cung. Thử thách đầu tiên này, tranh đấu cho chức tổng đốc cẩm y vệ. Cẩm y vệ tổng đốc có thể quyết định sinh tử, ta không quan tâm đến quyền lực. Trong thế giới này không có gì là cơ sở của ta. Tham gia tranh đấu quyền lực, ta sợ không còn mảnh xương nào. Ngươi sợ à? Tất nhiên là sợ. Trước đây ta mở công ty, còn có thể bị người ta làm hại chết. Nếu tranh đấu quyền lực, thì chết càng thê thảm. Công ty, ngươi có thể hiểu đó là cửa hàng kinh đo ngươi của thương nhân. À đúng rồi, sao cung điện của ngươi không có cung nữ, thái giám? Ta thích yên tĩnh, thái giám vừa tuyên chỉ nói, sứ thần Bắc Nguyên 3 ngày nữa sẽ đến kinh thành. Ta thấy mọi người có vẻ rất kiêng kỵ, Bắc Nguyên mạnh lắm à? Rất mạnh, mạnh ở đâu? Kỵ binh Bắc Nguyên, vô địch thiên hạ, lần này họ đến Đại Lương. Một là để củng cố quan hệ hôn nhân, hai là để cắt đất, ba là để nộp cống. Đại Lương văn chức làm chính, võ tướng yếu thế, nếu có thể lấy lại kỷ vật của mẫu thân ta, có thể triệu tập các đệ tử Mặc Môn để chống lại các dân tộc ngoại lai. Mẫu thân ngươi là trưởng môn Mặc Môn à? Ngày xưa khi phụ hoàng du ngoạn phương Nam bị người phục kích, là mẫu thân ta đã cứu người, hai người vì thế mà nảy sinh tình cảm, nhưng người này lại một mình trở về cung, bỏ rơi mẫu thân ta. Nói những điều này với ngươi làm gì? Dù nói ngươi cũng không hiểu, ta hiểu mà. Ta cũng là đứa trẻ bị cha bỏ rơi, mẫu thân ta đã nuôi dưỡng ta khôn lớn trong gian khó. Ta nghĩ rằng khi đi học đại học và kiếm tiền sẽ đem lại cuộc sống tốt đẹp cho mẫu thân, nhưng cuối cùng đáng tiếc con muốn nuôi mà thân không đợi. Công chúa có tâm đại nghĩa, cứ yên tâm, ta sẽ đến Phượng Tê Cung gặp đại công chúa ngay, để cô ấy giữ lời hứa. Lâm Thiên, ngươi đến thật, đại công chúa, ngươi không phải nói nếu ta thắng thì sẽ trả lại vật kỷ niệm của tam công chúa sao? Đúng là ta đã nói, nhưng việc này hơi phức tạp, cùng về phòng bàn bạc một chút đi. Công chúa, điều này, nếu không thì đừng trách ta không giữ lời. Được, chúng ta hãy bàn bạc kỹ lưỡng. Ngươi mới hiểu chuyện đấy, dáng người này, nếu mặc váy ngắn lên, chắc chắn sẽ là killer của các chàng trai. Sao lại đứng đấy, theo ta về phòng,
nhớ ngươi chết đi được, còn tưởng ngươi sẽ không đến. Khuôn mặt đẹp trai thế này, thật là lãng phí cho Tấn Vân Hy kia. Giá như ngươi là phò mã của ta thì tốt biết mấy. Ta cảm thấy không khỏe lắm, ngươi có thể giúp ta kiểm tra một chút không? Công chúa, chúng ta không phải đến đây để thảo luận sao? Tại sao lại phải đứng để bàn? Đi, chúng ta ngồi trên giường nói chuyện cho đỡ mệt. Dáng người của ta đẹp không? Eo thon, vòng ba chuẩn. Nếu ở thế giới của ta, biết bao chàng trai mê mẩn vì cô. Thế giới của ngươi thật là một thế giới khốn khổ. Mọi người phải vay nợ hàng chục năm chỉ để mua nhà, vật lộn với việc giáo dục cho con cái và tán ra bại sản vì bệnh tật. Thế thì thế giới của các ngươi cũng chẳng tốt hơn là mấy. Không hẳn, chúng ta có thể xuống biển, có thể lên trời, có thể di chuyển nghìn dặm, truyền tin vạn dặm, di chuyển nghìn dặm một ngày và truyền tin vạn dặm. Nghe nói ngươi từ trên trời rơi xuống, chẳng lẽ là thật? Vạn dặm truyền âm chính là nhờ thứ này. Thật đáng tiếc, thế giới này không có chạm gốc. Lần đầu tiên ta gặp ngươi, ta rất ngạc nhiên. Biết tại sao không? Tại sao? Đây không phải là ta và Tần Phong sao? Không phải ngươi, nữ nhân này là hôn thê của ta, nam nhân từng là huynh đệ của ta, cũng gọi là Tần Phong. Sau khi hai người họ cùng nhau đẩy ta xuống vách núi, đó là lý do vì sao ta đến đây. Đây làm sao có thể? Hai người họ cùng ta và Tần Phong trông giống hệt nhau, ta cũng thấy điều đó thật là khó tin. Nghe Triệu Công Công nói, vật này của ngươi có thể thu hồn người, lẽ nào ngươi đã đem hồn của bọn họ nhốt vào trong đó? Đúng, đôi cậu nam nữ đáng chết. Nói đúng, hai người họ thật đáng xỉ ết. Cứ nhiên bổn cung cùng vị hôn thê của ngươi lớn lên giống hệt ngay. Bản cung muốn chơi chút kích thích. Ngươi đang làm gì vậy? Công chúa không phải muốn chơi trò gì đó thú vị sao? Lâm Thiên, ngươi dám đánh vào mông của ta, không phải rất thú vị sao? Thú vị? Vậy thì chơi trò còn thú vị hơn nữa đi. À, Lâm Thiên, ngươi đang làm gì thế? Thôi, ta không chơi nữa, ngươi có thể trả lại quần áo cho ta không? Ta sẽ đi cùng ngươi tìm Tấn Nguyễn Dung ngay bây giờ. Thật sao? Cút hết cho ta, họ định giết người à? Ta quên không nhắc ngươi, Tấn Nguyễn Dung không bình thường lắm. Ồ, muội muội, hôm nay lại có ai làm muội buồn à? Ngươi qua đây, để ta hoa bóp chân cho công chúa. Ta, công chúa, ta làm việc này cũng được. Không, ta muốn hắn làm. Xin lỗi, việc xoa bóp chân là việc của hạ nhân. Ta là phò mã của tam công chúa, nhị công chúa coi ta như hạ nhân, có nghĩa là khinh thường tam công chúa. Mẫu thân của nhị công chúa là Tiêu Quý Phi, còn tam công chúa thì xuất thân thấp kém. Ngươi là phò mã của cô ta, ngươi cũng không khác gì hạ nhân. Ngươi là ai? Ta là Trần Bắc Vương phủ thế tử, phò mã của nhị công chúa Đoạn Trần Vũ. Đường đường là nhi tử của vương gia, lại sẵn lòng làm rể rước, chẳng lẽ nhà Đoạn muốn mưu phản không thành? Ngươi cái tên thần côn, lừa gạt bệ hạ không thành, còn dám vu khống nhà ta, xem ta không đánh chết ngươi. Ngươi động ta thử xem. Đừng có mà hù dọa ta, ta từ nhỏ đã luyện võ, không phải để bị dọa lớn. Không hổ là phò mã của tam công chúa, ngươi còn dùng ám khí, nhưng những thủ đoạn hèn mọn này đã bị ta phát hiện, ngươi không thể làm gì ta được. Lâm Thiên, ngươi không sao chứ? Đa tạ công chúa quan tâm, ta ổn. Thật may, ta biết nơi này nguy hiểm, vì vậy ta luôn mang theo hai thứ này. Thú vị lắm, thứ này thuộc về bản công chúa rồi. Ôi, đừng, đừng, ngươi nhất định đừng loạn động, ta là tỷ tỷ. Vui quá, thật là vui. Dám làm tổn thương phò mã của ta, quỳ xuống, bản công chúa ta ngươi không chết. Công chúa tha mạng, tha mạng. Muội muội, thật ra là Đoạn Trấn Vũ chọc giận trước, Lâm Thiên cũng không thể trách được, quỳ xuống. Dù sao ta cũng từng tập bắn súng, đùa giỡn súng với ta còn non lắm. Tỷ tỷ, hắn bắt nạt người ta, không chơi nữa. Đừng khóc nữa, Lâm Thiên, đừng so đo với tiểu cô nương. Muội muội, hắn biết lỗi rồi, tỷ sẽ trừng phạt hắn khi về. Thực ra chúng ta đến đây hôm nay là để lấy lại vật kỷ niệm của mẫu thân Tấn Vân Hy. Không thể, trừ khi Tấn Vân Hy quỳ gối trước mộ ông ngoại ta và dập đầu 3000 cái, nếu không suốt đời này đừng mơ lấy lại được đất. Muội muội à, ông ngoại của nhi ngươi ngày xưa đã dẫn quân bao vây Mặc Môn, mẫu thân của Vân Hy cũng chỉ là để tự vệ, không phải cố ý giết ông ngoại của ngươi. Hơn nữa mẫu thân cô ấy cũng đã chết rồi, tại sao cứ phải làm khó dễ cô ấy? Ta không quan tâm, cô ấy không quỳ xuống cũng được, trừ khi phò mã của cô ấy bị thiến để cô ấy quá buộc. Nhà đầu này, ta không có thủ với cô, nhìn cô xinh đẹp thế này mà độc ác như vậy. Muội muội à, chúng ta có thể thương lượng lại không? Không có gì để thương lượng, nếu không đồng ý thì cút đi. Cô không cho đúng không? Không cho, được rồi, vậy chờ ngươi tự mình cầu xin Vân Hy, tự tay đưa lấy vật của mẫu thân cô ấy cho cô ấy. Ngươi nghĩ đẹp lắm, yêu cầu chỉ có cô ấy cầu bản công chúa, chống mắt lên mà xem. Ngươi đợi ta. Ôi, sao lại đi nhanh thế, ta còn không theo kịp.
đại công chúa không thực hiện được thỏa thuận, có thù với Vân Hy, ta cũng bó tay, giữa họ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? 10 năm trước, Tuyên Uy tướng quân An Khánh muốn chiến tích, tự mình dẫn quân đội đi bách chiến bách thắng, không ít môn phái đã bị diệt, Mặc Môn là một trong số đó, ta hiểu rồi, cái quái gì mà tướng quân, chỉ là làm bậy bạ bị trả thù mà thôi, bây giờ nhị công chúa này, còn muốn làm cho tròn chuyện cho hắn phải không? Có thể hiểu như vậy, tốt, ta đã biết. Đừng đi mà, đi với ta đến Phượng Tê Cung. Thật thú vị, ta càng ngày càng thấy ngươi thú vị. Ngươi không trốn được đâu. Xin lỗi vì không thể mang di vật về cho ngươi. Trong dự đoán của ta, nhưng ngươi yên tâm, ta đã có cách rồi. Không quá một tháng, Tấn Nguyễn Dung chắc chắn sẽ tự tay mang đến cho ngươi. Tại sao ngươi lại giúp ta? Có lẽ là do đồng cảm, đa tạ ngươi, nhưng ta không thích những người nói khoác. Có phải nói khoác hay không? Một tháng sau sẽ biết, nếu ta có thể lấy lại cho cô. Cô có muốn xem xét, cho ta ngủ chung phòng với cô không? Được, nhưng ngươi phải hỏi xem, những mũi kim độc của ta, có đồng ý không đã? Sao các người, ai cũng độc ác thế nhỉ? Vẫn là đại công chúa tốt hơn, ngươi nói gì đấy? Không có gì, cô thích ám khí à? Lần sau ta tặng cô món quà, quà đây thế, tạm thời giữ bí mật. Bác Nguyên xem thường đại lương ta, mẫu thân dạy ta từ nhỏ, dù là phận nữ nhi, cũng phải mang lòng yêu nước, bảo vệ đất nước, dù cho thiên hạ này, thuộc về kẻ bạc tình đó, công chúa của ta à? Nếu cô giết đoàn sứ thần Bác Nguyên, sợ rằng đại lương và Bác Nguyên sẽ hoàn toàn khai chiến, đến lúc đó dân chúng sẽ chịu cảnh ly tán, đó không phải là điều cô muốn thấy đúng không? Chỉ là nói đùa thôi, đừng coi là thật. Ngày mai ngươi cùng ta đi dự tiệc tiếp đón. Được, vậy ta về phòng trước. Cô sao vậy? Chuyện gì thế? Nọc rắn. Cô không phải chuyên chơi độc dược sao? Cũng bị trúng độc à? Chơi độc mà chơi đến tự trúng, thật là lạ đời. May mà có ta, không thì cô chết chắc rồi. Cô tỉnh rồi, ngươi cứu ta à? Ta trúng độc rắn trẻ ít ngươi mà, ngươi cứu ta thế nào? Thế giới của ta có một loại thuốc giải độc chuyên trị nọc rắn gọi là huyết thanh, tiêm vào cơ thể qua ống tiêm này là có thể giải độc hiệu quả. Nếu dùng thứ này tiêm thuốc độc vào cơ thể, có phải cũng rất hiệu quả không? Đại ca, ý nghĩ đó của ngươi rất nguy hiểm đấy. Công chúa nợ ta một ân huệ, nhưng ta sẽ trả lại cho ngươi. Thôi đi, trong bữa tiệc ngày mai ngươi sẽ trở thành mục tiêu của mọi người, hãy chuẩn bị tâm lý đi. Trở thành mục tiêu của mọi người cũng không phải lần đầu tiên ta trải qua. Không sao cả, ngược lại, ta khá tò mò, xem người Bắc Nguyên trên lưng ngựa hay, thanh niên yêu nước thế kỷ 21, lợi hại hơn. Phái đoàn Bắc Nguyên đến kinh thành sớm, ta không kịp chuẩn bị, chỉ có thể chuẩn bị một bữa tiệc khiêm tốn, mong các vị thông cảm. Hoàng đế Đại Lương, chúng ta đừng nói những lời sáo rỗng, hãy đi thẳng vào vấn đề, 13 tỉnh Yên Vân, các người có trả lại hay không? Đã lâu ta nghe danh Nạp Lan Hắc, thứ tử của Nạp Lan Diệp Lệ, hôm nay mới gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao? Đừng chuyển chủ đề, một hoàng tử của nước khác lại dám vô lễ với bệ hạ của chúng ta, cứ nghĩ lương quốc của ta dễ bị bắt nạt sao? Thì với các ngươi, nước này giờ cũng dám tự xưng là thiên triều à? Lương quốc của ta địa rộng người đông, văn hóa sâu rộng, làm sao bằng được với những kẻ man dợ như các ngươi? Đừng nói những điều vô lý, lúc đầu nói là hòa thân, ta đến kinh thành lại nghe nói tam công chúa đã có phò mã, không giảng thành tính, đó là văn hóa mà các ngươi tự hào sao? Tiểu tử này cứng đầu thật, đừng nói quốc gia của ngươi thực sự đã đề cập đến hòa thân, nhưng ta chưa bao giờ đồng ý quốc gia của ngươi và lương quốc ai nên hòa thân. Nếu quốc gia của ngươi thực sự muốn hòa thân, ta có thể ngay lập tức nhận một cô con gái nuôi và phong cô ấy làm công chúa Thái Bình, thế nào? Hoàng đế lão nhi, ngươi đang sỉ nhục Bắc Nguyên của ta, to gan, dám lỗ mãng như vậy, ngươi đâu xé miệng cho ta, ta xem ai dám. Nạp Lan yên nhiên, cô định làm gì? Tấn Vân Hy từ học viện thượng thư, lâu ngày không gặp, nghe nói Đại Lương là đất nước của lễ nghi, thế mà cách đón tiếp lại như thế này, thật là buồn cười tột cùng. Có vẻ như Bắc Nguyên của các người cũng không phải mang theo thiện chí đến đây để hòa hôn. Đúng thế, các ngươi nghĩ rằng chúng ta đến đây là để đàm phán nữa. Chúng ta ở Bắc Nguyên hiện tại đang hứng chịu thiên tai châu chấu, dân chúng không có lương thực, để sống sót chúng ta hoặc là xâm lược Đại Lương, hoặc là các ngươi Đại Lương cống nạp cho chúng ta 100 triệu thạch lương thực. Hoang đường, Đại Lương của ta một năm mới sản xuất ra 300 triệu thạch lương thực, lại phải cho Bắc Nguyên 100 triệu thạch, làm sao dân Đại Lương sống sót được? Bệ hạ Đại Lương, dân Bắc Nguyên của ta đến cả vỏ cây cũng không còn để ăn, nếu không có cơm ăn, chúng ta ở Bắc Nguyên chỉ còn cách vũ trang kéo xuống phương Nam mà thôi, không phải là nạn châu chấu sao? Ta có thể giải quyết được. Ngồi xuống, ngươi là ai mà lên tiếng? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Hắn chính là phò mã mới của Đại Lương, Lâm Thiên, phò mã mới của Đại Lương, thân phận và chức vị gì? Không có thân phận, cũng không có chức vị, vậy mà cũng dám nói lớn, tránh sang một bên, không có chỗ để nói. Ngay cả nạn châu chấu nhỏ cũng không giải quyết được, còn dám nói đất nước mình mạnh,
Thật không biết, ai cho các người dũng khí, là Lương Tĩnh như sao? Ngươi dám xem thường Bắc Nguyên của chúng ta, đúng vậy, ta xem thường các ngươi, chỉ là những kẻ vũ phu chỉ biết đánh nhau, cho dù có cho các ngươi, đất đai màu mỡ hơn, các ngươi cũng chỉ có thể ăn đất. Ngươi nói gì cơ, im đi, ngươi nói ngươi có thể giải quyết nạn châu chấu, cùng câu nói đó, ta không muốn nói lại lần nữa, nếu không giải quyết được, sẽ như thế nào, tùy ngươi xử lý, đại lương bệ hạ, tại sao chúng ta không đặt cược, nếu vị phò mã này, có thể giải quyết được nạn châu chấu, thì miễn chiến, nếu không thể, thì phải thêm một 100 triệu thạch lương thực. Hoàng thượng đừng đồng ý, ai biết tiểu tử này, có làm được hay không, hoàng thượng, chuyện lớn như vậy, ta cũng không tin hắn có thể giải quyết, tốt nhất không nên cược, không cược, 100 triệu thạch lương thực các ngươi có chịu không? Lâm Thiên đừng làm ta thất vọng, nếu ngươi thua, ta cũng chỉ có thể chặt đầu ngươi, để dẹp yên lòng dân. Hoàng thượng, Lâm Thiên chỉ là nói bừa, chúng ta không đánh cược này. Phò mã mới của đại lương, hóa ra là kẻ, chỉ biết nói xuông, Vân Hy cô nương, còn hơn là hãy ly hôn hắn và cưới ta, cùng ta phiêu lưu khắp đồng cỏ. Ngay cả con heo, cũng không muốn gả cho, ngươi cái đồ nông phu này. Huống chi là con gái nhà ta, Vân Hy, ta đã đặt cược, cược cả đầu của mình, tốt, khi ngươi thua, ta hy vọng ngươi vẫn giữ được thái độ kiên quyết đó. Khi đó, ta sẽ tự tay, chặt đầu chó của ngươi, bệ hạ, xin cho người, bắt vài con châu chấu cho ta, được. Đây là thứ gì vậy? Đây là châu chấu chiên. Rất thơm đấy, đại công chúa có muốn thử không? Cái này ăn được à? Ăn được, và món này, rất giàu protein, rất tốt cho sức khỏe. Cũng ngon phết, cho ta thêm miếng nữa. Công chúa cũng thử xem. Vân Hy, món này ngon không? Bẩm hoàng thượng, ngon, Lâm Thiên, đưa lên đây để chấm cũng thử xem. Món này ngon đấy, các vị ái khơ ngươi và phái đoạn Bắc Nguyên, mời các người cũng thử xem. Nào. Tần đại phò mã, ta dị ứng với cái này, tránh xa ta ra. Ngon quá, thật là một hương vị tuyệt hảo. Phò mã thật tài tình. Bệ hạ, châu chấu không đáng sợ, Bắc Nguyên thiếu lương thực, chính là lúc để mọi người ăn châu chấu, giải quyết nạn đói và diệt trừ châu chấu, đạt được hai mục đích. Các vị sứ giả, các người thấy thế nào? Thôi được, lần này xem như các người thắng, chuyện cống nạp có thể bỏ qua, nhưng chuyện hòa thân, lương quốc phá vỡ lời hứa trước, cũng phải bồi thường 50 triệu lượng bạc. Việc bồi thường là không thể, đúng như lời Vân Hy nói, bồi thường là không thể được, vậy thì không bằng lại đấu một trận nữa. Ngươi muốn đấu cái gì? Đại lương là quốc gia văn chương, bản công chúa bất tài, thấm được quá ít thư viện viện trưởng chân truyền, hôm nay muốn thử sức một phen, nếu đại lương thua ta thì phải đền bù chúng ta 50 triệu lượng bạc, nếu chúng ta thắng tự nhiên là không cần bồi thường. Điều này không công bằng, các ngươi dường như chẳng phải đặt cược gì cả, ngươi có thể không chấp nhận, nhưng chúng ta Bắc Nguyên có thể đem quân đến dẫm đạp kinh thành và treo ngươi lên tường thành. Ngươi, Nạp Lan Hoắc, ngươi quá kiêu ngạo, bệ hạ không phải là tranh đấu văn chương sao, ta có thể ra trận vì nước. Tần Phong, ngươi là bảng nhãn văn khoa, tài hoa hơn người, ta tin tưởng ngươi có thể thắng, đừng làm ta thất vọng. Bệ hạ yên tâm. Hừ, Lâm Thiên, ngươi chỉ là kẻ cơ hội mà thôi, vào thời khắc then chốt này phải có bản trạng nguyên ra tay mới được. Nạp Lan Yên Nhiên này, từ khi còn ở học viện đại thượng đã thể hiện tài năng phi thường, Tần Phong e rằng không phải đối thủ. Vì đã chọn được người tham gia thì ba ván hai thắng, ta sẽ đặt câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là đối vần. Ở Bắc Nguyên có một lầu Vọng Giang, dùng điều này làm đề bài, công chúa thỉnh. Trên lầu Vọng Giang, Vọng Giang lưu, dòng sông vạn cổ, phò mã xin mời. Này Tần Phong, ngươi đang làm gì vậy, nhanh lên mà đối. Đối này là đối bất hủ của Bắc Nguyên, chưa ai có thể phá được, rõ ràng là bắt nạt người khác, nếu không đối được có thể xin thua không? Không phải còn hai ván nữa sao? Tần Phong, ngươi có thể đối được không? Hoàng thượng, xin cho ta suy nghĩ thêm chút nữa. Vô dụng, các người đại lương có tòa nhà biểu tượng nào không? Khi còn nhỏ ta đi cùng mẫu thân đến Giang Nam, chúng ta đã ghé thăm, ta đã gặp một cái giếng, người địa phương nói cái giếng này trăm năm qua không bao giờ cạn. Tuyệt vời, nó có tên là gì? Giếng ánh trăng. Công chúa Nạp Lan, chúng ta giờ đổi người để thi đấu có được không? Ngươi muốn đợi ai? Ta tự mình. Ngay cả văn trạng nguyên của các ngươi cũng không đối phó được, ngươi tính là cái gì? Đừng làm xấu mặt mình, lẽ nào ngươi có sợ ta sao? Ai sợ ai chứ, nhưng nếu ngươi thua thì để lại cái tay của ngươi cho ta, đó là cái giá của việc đổi người, dám không? Có gì không dám. Lâm Thiên, đừng làm loạn, ta suýt nghĩ ra rồi. Đổi Lâm Thiên, hoàng thượng, ta. Im đi Lâm Thiên, ngươi ra đây. Trong giếng ánh trăng phản chiếu bóng trăng, bóng trăng ngàn năm, giếng trăng ngàn năm, bóng trăng ngàn năm, thật tuyệt vời. Ta phỉ nhổ, ta khen ngợi hắn làm gì chứ, ta cứ tưởng rằng hắn chỉ là người láo cá, không ngờ lại có tài năng thế. Quý phái, thấy thế nào, cái gì mà giếng ngắm trăng, chưa từng nghe qua, ai biết được,
có phải hắn bịa đặt không? Cảnh tượng này ở vùng Giang Nam, nếu không tin các ngài có thể đi kiểm chứng. Giang Nam xa xôi lắm, đi kiểm chứng phải mất 10 ngày nửa tháng, ai rảnh mà chờ đợi. Thôi được rồi, câu này không thể kiểm chứng, chúng ta cùng thi thơ lần nữa, ai thắng thì thắng được không? Công chúa có ý hay, ban đầu định 3 trận hai thắng, trận sau nếu ngài thắng thì ngài thắng luôn, nghĩa là trận trước chúng ta thua, làm sao hòa được? Có thi không? Thi chứ, ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục, chỉ là làm thơ mà thôi, cứ đưa đề đi, ta là thanh niên ba tốt của thế kỷ 21. Đầu óc chứa đầy hàng trăm tác phẩm xuất sắc, không sợ ngươi đâu. Hiện nay Lương Quốc và Bắc Nguyên tiền nước với lửa, chúng ta hay lấy chữ chiến làm đề, mang mực lên chuẩn bị bút mực. Ta đã xong, ta cũng xong. Năm sau không hỏi Tết mùa đông phương Bắc, hôm nay vẫn thấy hoa rơi khắp trời, sớm xét làm chống chiến, vó ngựa rồi, đợi khi về kinh thành, tận hưởng vẻ đẹp xuân, hay quá, hay quá, đợi khi về kinh thành tận hưởng vẻ đẹp xuân, đây là mục tiêu, Bắc Nguyên nhất định sẽ hoàn thành. Không biết tên phò mã vô dụng này, viết cái gì nhỉ, là thơ đối đáp sao? Nào, đọc lên xem nào, có chuyện gì vậy, là không dám đọc à, có phải viết tệ không, Triệu Công Công, mời ông đọc. Rượu nho đêm trăng, ly sáng. Muốn uống thì đàn tỳ bà phải thúc giục, say sưa trên chiến trường, chớ cười ta, từ xưa đến nay, bao nhiêu người trở về từ chiến trường. Say sưa trên chiến trường, chớ cười ta, từ xưa đến nay, bao nhiêu người trở về từ chiến trường. Tốt quá, thơ hay, đây là do hắn làm ra, không ngờ tên này còn có chút năng lực. Ai trong hai người làm thơ hay hơn, còn cần phải hỏi sao, rõ ràng là thơ tỷ ta làm hay hơn, rõ ràng là của chúng ta tốt hơn, nói bậy. Công chúa Nạp Lan nghĩ sao, ta nghĩ là, ngang tài ngang sức, khó phân thắng bại, không bằng lại đấu thêm một bài nữa, được. Vậy các ngươi hãy lắng nghe. Mây đen che thành, thành muốn sụp, ánh giáp chiếu nắng, phải vàng sáng, tiếng sừng tràn ngập bầu trời mùa thu. Sơn cương dưới trăng, đậu tử hồng lạnh, nửa cuốn cờ đỏ sát bên nước dễ, sương nặng chống lạnh, tiếng không vang, ôm chàng trên đài vàng, sẵn sàng chết vì rồng, quốc vỡ sơn hà còn, thành sơn cỏ cây sâu, khi cảm xúc dâng trào, hoa rơi lệ nhỏ, nỗi hận chia ly, chim bay làm sao xuyến lòng người. Lửa chiến tranh liên tục 3 tháng, thư nhà quý hơn vàng, tóc bạc ngày càng ngắn, đã muốn không thể cài kẹp. Ngựa năm màu, áo khoác ngàn vàng, gọi con ra ngoài đổi lấy rượu ngon, cùng người tiêu diệt muộn phiền muôn đời. Tướng quân chết sau trăm trận, anh hùng trở về sau 10 năm, cái này, cái gì mà cái này, đừng nói nữa, nghe đi. Được rồi, Lâm Thiên, đủ rồi, trẫm cũng nghe mê mẩn rồi, thơ hay quá, ha ha ha, cuối cùng. Tặng quan lại đại lương một bài thơ nữa. Thương nữ không biết nỗi đau mất nước, vẫn hát ca sau vườn bên kia sông. Yêu quái, hắn chỉ là một yêu quái. Tỷ, ngươi làm sao, là ta thua, ta không chấp nhận, không chấp nhận thì thế nào, các người đã thua rồi, thua thì đã sao, ta không công nhận bệ hạ, thập tam châu yên vân, ngươi đưa hay là không đưa, đừng hòng, nếu đã như vậy, vậy thì Bắc Nguyên của ta, chỉ có thể dẫn quân tiến xuống phía nam, hãy tận hưởng thêm vài ngày, làm hoàng đế đi, công chúa Nạp Lan, Bắc Nguyên của các người, là thế này sao, xin lỗi bệ hạ đại lương, yên nhiên chỉ là một cô gái, không thể quyết định được gì, bệ hạ, nếu không chúng ta cứ nhường, thập tam châu yên vân đi. Quân đại lương của chúng ta, quân lương tụt hậu, trang bị tụt hậu. Không phải đối thủ của họ, nếu chiến tranh bùng nổ, e rằng tự tìm đường chết, vẫn biết tự lượng sức mình. Bệ hạ. Thập Tam Châu Yên Vân, là thành trì của Đại Lương. Dù phải chiến đấu đến chết, ta cũng sẽ dùng toàn lực của quốc gia, để chiến đấu với các người đến cùng. Chừng nào ta còn, sẽ không cho các ngươi bước vào đất nước ta nửa bước, hơn nữa ta, còn muốn lột ra các ngươi. Bệ hạ nói đúng, ta Đại Lương không hòa thân không cắt đất. Không đền bù không nộp thuế, các ngươi muốn chiến thì chiến, kẻ xâm phạm đại lương, vì sao tất chu. Nói đúng lắm, kẻ xâm phạm đại lương, vì sao tất chu, kẻ xâm phạm đại lương, vì sao tất chu, kẻ xâm phạm đại lương, vì sao tất chu, kẻ xâm phạm đại lương, vì sao tất chu, các ngươi chưa ăn cơm sao, tin hay không, ta sẽ chặt đầu tất cả các ngươi, kẻ xâm phạm đại lương. Vì sao tất chu, mọi người tỉnh lại đi, đừng làm người bán hàng nữa, vậy thì bản hoàng tử muốn xem, chỉ với quân lính phản tạ của các ngươi, làm sao chu sát kỵ binh Bắc Nguyên của ta, hoàng tử Nạp Lan, phải không? Ta rất tiếc phải thông báo cho ngươi, đội kỵ binh mà ngươi tự hào trong mắt ta chẳng qua chỉ là hổ giấy, không chịu nổi một đòn. Nếu các ngươi giỏi như vậy, tại sao lại không ngăn cản được chúng ta? Họ là họ, ta không phải người thời đại này, để đối phó với các ngươi, đối với ta việc đó dễ như trở bàn tay, không phải người thời đại này. Ý ngươi là sao? Không có gì, ngươi chỉ cần biết ta có thể đối phó được với các ngươi là đủ. Thật là khoác lác, chúng ta kỵ binh Bắc Nguyên là số một thiên hạ. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi không tin à? Vậy chúng ta cứ thi thử xem. Thì cái gì? 3 ngày sau, ngươi làm kỵ binh, ta sẽ đối phó.
Được, tận hưởng 3 ngày đi, lúc đó bản hoàng tử tự thân tiễn ngươi lên đường. Hẹn 3 ngày sau trên sân tập, mọi người tan đi. Ngươi thực sự có cách nào đối phó với kỵ binh không? Có, nhưng ta cần rời cung một chuyến, chuẩn bị một số thứ. Có gì cần ta giúp không? Có vẻ công chúa khá là quan tâm đến ta nhỉ? Ai quan tâm ngươi chứ? Đây là việc liên quan đến danh dự quốc gia, không liên quan đến ngươi. Được rồi, bà xã nhà ta quan tâm đến thiên hạ. Nếu ngươi còn nói linh tinh, cẩn thận ta biến ngươi thành người câm. Được, được, ngươi nói đúng. Nhanh, nhìn kìa, đó là cái gì? Ngươi rể bèo này, hình như cũng không tệ. Nạp Lan huynh, người đó, Lâm Thiên, đã cướp đi, người mà vốn dĩ thuộc về ngươi, thật đáng ghét. Lâm Thiên kẻ khốn nạn đó. Hôm nay liên tục làm mất mặt Bắc Nguyên của ta, nếu ở Bắc Nguyên, ta đã sớm xử lý hắn rồi, ở đây cũng không phải không có cơ hội. Chúng ta có thể làm thế này. Đáng đời, ngươi chính là một trạng nguyên, cái đầu này thật sự rất hữu dụng. Hai người đang nói chuyện gì vui thế? Lâm Thiên, ngươi đến ký viện làm gì? Sao, cổng viết rằng không cho ta vào sao? Không có viết, nhưng khi bản hoàng tử ở đây thì không chào đón ngươi, cút đi. Tần Phong, ngươi gan lớn thật, lan đi. Tần Phong, ngươi thật to gan, dám thông đồng với kẻ thù, mưu phản, ngươi đừng nói lung tung. Lẽ nào ngươi không biết người này là hoàng tử của Bắc Nguyên sao? Ngươi cùng hắn vui vẻ, rốt cuộc là muốn gì? Ngươi phản quốc, đánh chết kẻ phản quốc, kẻ phản quốc, kẻ phản quốc, không biết xấu hổ, lan khỏi Đại Lương. Đám dân chúng này, chờ đấy, phi quân Bắc Nguyên của ta xông vào kinh thành, ta sẽ giết sạch bọn ngươi. Một kẻ man dợ ở Đại Lương của ta, quá ngông cuồng, các huynh đệ hãy giết chết hắn, đánh chết hắn, đánh chết hắn, hạ thủ đừng lưu tình, đánh chết ngươi, đánh thật mạnh, đánh chết hắn, đánh chết, đánh, tiếp tục, đánh chết, ta đánh chết ngươi. Mọi người đừng đánh nữa, cô nương Tư Tư đang nhìn kìa. Đừng đánh nữa. Tư Tư, hôm nay là ngày ta xuất giá. Không biết các vị, tại sao lại đánh nhau? Hai người này là người Bắc Nguyên, nói là muốn đầu thành, chúng ta người Đại Lương phải tan xương nát thịt, chúng ta không chịu nổi, nên đã đánh họ một trận. Ta không phải người Bắc Nguyên, ta là người Đại Lương, ngươi không phải người Bắc Nguyên, ngươi đi cùng người Bắc Nguyên, vậy ngươi là chó săn cho người Bắc Nguyên. Tần huynh, ngươi không phải nói người Đại Lương yếu ớt sao? Sao mà từng người một lại hung hãn thế này? Những người này đều là dân phản động, sức lực lớn một chút cũng là bình thường mà, phải không? Đau không? Ngươi nói xem. Đồ khốn này, Nạp Lan huynh, nhất định không được tha cho hắn. Ta sẽ khiến hắn chết thảm, mong các vị có thể cho ta một chút mặt mũi, đừng động thủ nữa được không? Nghe Tư Tư cô nương, nghỉ ngơi một chút đi. Các vị khách đến đều là khách, hôm nay xảy ra chuyện như vậy là trách nhiệm của chúng ta, không biết hai vị muốn bồi thường như thế nào? Bồi thường? Tốt quá, đuổi hắn đi, chuyện này chúng ta không truy cứu nữa. Đúng, cắt thêm đôi tay của hắn nữa. Lâm Thiên, ngươi còn mặt mũi uống trà, đang nói ngươi đấy, có nghe không? Chết tiệt, bản hoàng tử sẽ giết ngươi. Hai vị, chỗ ta không đổi khách, mong hai vị tha thứ. Có lẽ hai vị nên đưa ra một yêu cầu khác, đổi người khác cũng được. Bản hoàng tử đến đây để đoạt giải nhất, nếu cô muốn bồi thường thì ngủ với ta một đêm, xem như chuyện này xong rồi. Quá đáng, ngươi có biết đằng sau Tinh Lâu là ai không? Dám trêu ghẹo tiểu thư nhà ta? Ai vậy? Thái thượng thư viện. Chuyện này sao có thể? Sao lại không thể? Thái thượng thư viện là trên cả các quốc gia, danh tiếng khắp thiên hạ, cơ nghiệp nhiều, Tinh Lâu chỉ là một trong số đó. Thì ra là người của Thái Thượng Thư Viện, là ta thất lễ rồi, xin lỗi cô nương Tư Tư. Không sao, hôm nay vốn dĩ là ngày ta xuất giá, các vị thanh niên tài tuấn đều có cơ hội đoạt giải nhất. Hôm nay ai đoạt giải nhất, không chỉ được cùng ta chung đêm, mà còn được nhận một lá bùa Thái Thượng. Bùa Thái Thượng? Nạp Lan huynh, sao huynh lại kích động như vậy? Ngươi không hiểu giá trị của Thái Thượng Phù đâu, đốt phù này có thể nhận được một lần sự trợ giúp từ Thái Thượng Thư Viện, với sức mạnh của Thái Thượng Thư Viện, đủ để xoay chuyển càn khôn, thậm chí thay đổi vận mệnh, có lợi hại đến vậy sao? Tất nhiên rồi, hôm nay, danh hiệu này nhất định là của ta, đồ quý giá thế này, là của ta, không ai được cướp. Ta vốn định sau khi đặt danh hiệu, mượn chút đồ của Hoa Khôi, không ngờ lại có thêm thu hoạch bất ngờ. Thái thượng phù này, quả là một thứ tốt. Chàng thứ hai, Tư Tư cô nương, lần thi đấu đoạt danh hiệu này, có giống như mọi năm không? Thi làm thơ và đối câu? Không, lần này, Thái thượng thư viện chúng ta, định tìm người có linh căn, nên đã đổi phương thức khác. Tốt quá, thi thơ ca, không phải chính là sở trường của Lâm Thiên sao? Hơn những người khác, bản trạng nguyên chưa chắc đã thua, vậy bản hoàng tử không phải chú định đã chiến thắng rồi sao? Ta có thiên linh căn. Các vị, các ngài cần đặt ngón tay lên điểm tiếp xúc của quả cầu này, quả cầu sẽ phát sáng. Ánh sáng càng mạnh thì linh căn càng mạnh. Cái này chẳng phải bóng đèn sao? Họ lấy từ đâu ra? Ta đến đây trước. Ta đến. Ta thử xem. Nó thật sự phát sáng. Tiểu thư, đây là một hạt giống tốt. Ta có phải là người được chọn không? Người được chọn cái gì? Để ngươi xem bản hoàng tử.
tiểu thư, là hắn, chính là hắn. Nhưng đại tế sư nói, người này đến từ phương Đông, vì vậy chúng ta mới đến kinh thành Đại Lương, nhưng người này rõ ràng là người Bắc Nguyên, không đúng. Dù hắn là người Bắc Nguyên, nhưng bây giờ hắn đang ở kinh đô, có lý đó, ta nói mình có thiên linh căn, hoa khôi này là của ta rồi, thái thượng phù cũng là của ta rồi. Chẳng lẽ cái gọi là thiên linh căn này là dòng điện sinh ra trong cơ thể con người, nhưng ta không phải người của thế giới này, chắc chắn không có gì gọi là thiên linh căn, nhưng ta có thứ khác, có thể dẫn điện, đừng vui mừng quá sớm, ta còn chưa kiểm tra. Ngươi kiểm tra cái gì, lẽ nào ngươi có thiên linh căn mạnh hơn của bản hoàng tử, thử xem không phải biết ngay. Làm sao có thể, lại là hắn, tại sao lại là hắn, tiểu thư, ngươi nhìn kìa, Thanh Nhi, ngươi bình tĩnh một chút. Quả cầu linh tính nổ rồi, Thanh Nhi, đúng là hắn chính là thần nhân mà đại tế sư đang tìm kiếm, tiểu thư, ngươi không phải đã nói phải bình tĩnh hơn sao? Các vị, mọi người đã thấy rồi, vị công tử này chính là người chiến thắng, không thể nào, ta không chấp nhận, sao, chẳng lẽ ngươi muốn nghi ngờ, uy tín của Thái Thượng Học Viện, ngươi là một nha hoàn, cô ta là một kỹ nữ. Bản hoàng tử, nhìn vào, phần của Thái Thượng Học Viện, mới không tính toán với các người, ta có quyền nghi ngờ, sự thật của cuộc thi này, có gian lận, ta không chấp nhận. Hỗn sược, tiểu thư là thánh nữ của Thái Thượng Học Viện, ngươi dám gọi cô ấy là kỹ nữ, thánh nữ lệnh đây, mau mau bái kiến thánh nữ, bái kiến thánh nữ, tại sao các người không quỳ xuống? Ta chưa từng quỳ trước bệ hạ của mình, làm sao ta có thể quỳ trước một nữ nhân? Sao hắn có thể không quỳ? Bởi vì từ hôm nay, hắn là khách quý của Viện Thượng Thư, và là nam nhân của Tĩnh Dạ Tư ta, hắn là phò mã của Tam Công Chúa Đại Lương. Ngươi đường đường thánh nữ, lẽ nào muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ một chồng sao? Thanh Nhi, đuổi người này ra ngoài. Vâng, tiểu thư. Công tử, có thể mời công tử vào hậu đình chuyện không? Được. Mời công tử ngồi. Cái đó tính tiểu thư, thực ra ta tham gia cuộc thi này. Vì nghe nói hoa khôi Trích Tinh Lầu, mỗi lần xuất giá, đều có một bộ quần áo được may bằng tơ vàng. Ta muốn có tơ vàng, không biết. Công tử, ta thậm chí còn không biết tên của ngươi, mà ngươi đã vội vàng đòi đồ vật, phải chăng hơi thiếu lịch sự? Ta đã quá vội vàng, tên ta là Lâm Thiên, Lâm công tử, vậy ngươi nghĩ sao, ta và Tam công chúa Đại Lương ai đẹp hơn? Dường như ở đâu cũng có câu hỏi, mang tính chất sinh tử, ý ngươi là gì? À, không có gì, ta chỉ muốn nói là mỗi người có vẻ đẹp riêng. Đây là bùa thái thượng, nếu cần giúp đỡ, chỉ cần đốt bùa này. Lạ thật, sao trong người ngươi, không có chút linh lực nào? Không có linh lực nhưng vẫn có thể khiến cho bóng đèn phát sáng và phát nổ, không phải càng chứng tỏ ta có tài năng đặc biệt sao? Tiểu thư đã xử lý xong. Thanh Nhi, người hãy báo lại với học viện rằng người đã được tìm thấy, nhưng người này không có linh lực, xin mời đại sư đến xác minh. Vâng, tiểu thư. Tính tiểu thư, cô có thể cho ta chiếc áo lụa vàng không? Ta có việc quan trọng. Lâm công tử, bây giờ ta đã là người của ngươi, chỉ là một chiếc áo mà thôi, đưa cho ngươi cũng chẳng sao, nhưng ngươi phải theo ta về phòng. Ta sẽ cởi chiếc áo bằng vàng này cho ngươi. Ngươi đã đến ký viện. Đúng vậy, đến chuẩn bị một số thứ. Ngươi trông có vẻ mệt, cần uống gì để khỏe lại không? Cần chứ, cần lắm chứ. Vậy ta sẽ tận tình bồi bổ cho ngươi. Ngươi làm gì vậy? Ngươi này thật là cay nghiệt. Mặc dù chúng ta chỉ có quan hệ danh nghĩa, nhưng ngươi lại dành một đêm với gái làm chơi. Thật là tồi tệ, không xứng làm phò mã của ta. Ngươi đang ghen đấy à? Thật buồn cười. Ta là công chúa, ta cần gì phải ghen với một gái làm chơi? Ai nói cô ấy là gái làm chơi? Tần Phong đã nói cho ta biết tất cả, ngươi còn muốn biện minh gì nữa? Hóa ra là tên khốn này, kẻ xấu trước hạ đơn tố cáo. Hắn chưa nói với ngươi à, nữ nhân đó thực chất là thánh nữ của Viện Thượng Thư sao? Thánh nữ, tại sao cô ấy lại ở Trích Tinh Lầu? Ta đến Trích Tinh Lầu, không phải để tìm vui, mà là để tìm thứ này. Kim Ti, ngươi cần thứ này để làm gì? Dĩ nhiên là để đối phó Nạp Lan Hoắc. Làm gì với đội kỵ binh của hắn, dùng sợi vàng để đối phó với kỵ binh? Chẳng lẽ ngươi định dùng nó quấn cơ ngươi chân ngựa? Quá phi thực tế, vô dụng. Cô yên tâm đi, ta có cách của mình. Không đúng, tìm sợi vàng không phải là cái cớ để ngươi ở lại Lầu Ích. Ngươi nói thật đi, đêm qua ngươi có phải và cái gì đó với thánh nữ không? Cái gì ấy? Là cái gì đó? Chính là cái đó ấy, cái ngươi đang nói tới ấy à? Không có, chúng ta đã kéo sợi vàng suốt đêm, không thấy ta đau lưng sao? Thật đấy, ngươi có vẻ rất quan tâm đến chuyện này nhỉ. Nếu công chúa không tin, sao không tự mình kiểm tra xem? Chỉ sờ tay một chút mà thôi. Quá đáng quá, nếu Đông Lôi Cung không chứa được ta, thì ta sẽ đến Phượng Tê Cung. Nói thật đi, vết thương trên mặt ngươi làm sao mà có? Tối qua đi đâu về?
Công chúa, ta thực sự là đi mua quà tặng cho cô, ai ngờ xui xẻo quá, trượt phải vỏ dưa hấu, ngã mà ngã thành, tím bầm cả một vùng. Làm sao ngã mà, tím bầm được cả mặt. Công chúa, ta thề, ta thực sự không lừa dối cô, nếu không nói thật, ta sẽ thiến ngươi. Công chúa. Phò Mã Tần tất nhiên sẽ không nói gì, bởi vì đêm qua hắn đã đến lầu. Ngươi, một người không có khả năng, đi lầu ngươi làm gì? Hắn đi cùng Nạp Lan Hoắc, uống rượu hoa, đồ hỗn xược. Nạp Lan Hoắc đã nhiều lần sỉ nhục cha ta, ngươi còn đi cùng hắn uống rượu hoa, tạm tức chết ta rồi, người đâu? Kéo Phò Mã vào phòng tẩy trần, cho ta thiến hắn đi. Công chúa, đừng mà, công chúa, Phò Mã này thật là nhục nhã. Lâm Thiên, ngươi đến đây chắc chắn không chỉ là để vạch trần hắn, hãy nói đi, tìm ta có việc gì? Công chúa thật sự thông minh, ta đến tìm cô vì muốn nhờ công chúa tìm một thứ cho ta. Thứ gì vậy? Dây đồng, ngươi cần thứ này làm gì? Cuộc thi đấu của ta với Nạp Lan Hoắc, dây đồng này rất quan trọng. Quân đội đại lương của ta có dây đồng, cũng đã từng dùng để đối phó với kỵ binh, nhưng hiệu quả không cao. Công chúa có thể làm được không? Làm thì làm được, nhưng mà, phải xem ngươi có thể đưa ra cái gì để đổi. Người phụ nữ này thật là, công chúa, ngày kia có cuộc thi, vì đại lương ta phải dưỡng sức. Màn trình diễn của ngươi tại yến tiệc, thật sự làm ta kinh ngạc, không ngờ, ngươi lại tài năng đến thế. Công chúa, chỉ cần cô giúp ta tìm được dây đồng, ta sẽ khiến cô càng ngạc nhiên hơn. Không thành vấn đề, nhưng đã giúp ngươi, ngươi không thể quên mình được. Nếu ngươi thắng, nhớ đến vợ Tê Cung, đa tạ ta thật lòng, chắc chắn rồi. Ngày mai ta nhất định sẽ đánh bại Lâm Thiên, ngươi không thể xem thường đối thủ, ta cảm thấy người đó không đơn giản, tỷ ngươi quá cẩn thận rồi, Bắc Nguyên kỵ binh số 1 thiên hạ, lẽ nào ngươi còn không tin tưởng ta? Ta tin, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không yên. Tỷ à, tỷ cứ yên tâm đi, ngày mai cứ đợi xem, Dương Đại Lương sẽ phẫn nộ. Lâm Thiên, cuộc thi lần này ngươi có tự tin không? Bệ hạ, nô tài chắc chắn sẽ thắng cuộc thi. Nói mạnh miệng quá sớm rồi, ta muốn xem ngươi dùng gì để thắng ta. Hoàng tử Nạp Lan, nói ít lại đi, cẩn thận bị xé mặt. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, nhanh lên đi, càng sớm càng tốt, đừng nóng. Ta cho rằng chỉ khinh thường thôi chưa đủ kích thích, chúng ta ký một bản từ chối đầu hàng, dám không? Bản từ chối đầu hàng là cái gì thế? Bệ hạ, theo đúng nghĩa thì không được đầu hàng, trong suốt quá trình thi đấu không được phép đầu hàng, cho đến khi phía thắng cuộc dừng tay. Nếu đối phương tàn nhẫn, tù không chết cũng phải tàn phế. Có vẻ như Phò Mã Đại Lương là một kẻ rụt rè, một kẻ hèn nhát, thậm chí còn không dám ký tên vào thư từ chối. Ta khinh thường ngươi, đừng cố dùng thủ thuật kích động ta, nó không có tác dụng. Lâm Thiên, nếu ngươi không dám ký thì hãy thẳng thắn thua cuộc đi, dù sao chúng ta vẫn còn nhị Phò Mã Võ Trạng Nguyên. Nếu ngươi không dám thi đấu, hãy để hắn làm, im lặng cho ta. Ngươi không thấy mặt hắn tái mét sao? Ta ghét những người như vậy, không có năng lực mà còn ra vẻ. Ngươi có phải người Đại Lương không? Hôm qua không thiến ngươi, hôm nay ngươi lại nghĩ mình có thể làm được. Phò Mã Đại Lương, kẻ rụt rè, nếu ngươi không dám ký, hãy quỳ xuống và cúi đầu ba cái cho ta, và hơn nữa, hãy bỏ qua hắn ta và hô lớn Bắc Nguyên vạn tuế, bản hoàng tử sẽ xem xét tha cho ngươi. Ai nói ta không dám ký? Nhưng nếu đã ký thì ký vào bản sinh tử mới đủ kích thích, ngươi có dám không? Bản sinh tử, bản hoàng tử chẳng phải chưa từng ký? Mang lên đây, Triệu Công Công, mau chuẩn bị đi. Vâng, không cần đâu, không cần đâu, ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Lâm Thiên, ta đã ký tên lên đó, ngươi chỉ cần đặt dấu tay là có hiệu lực. Được, đúng là phò mã của Đại Lương quốc chúng ta, không chỉ tài năng xuất chúng mà còn dũng cảm phi thường, ta rất hài lòng. Nếu ngươi thắng cuộc thi này, ta sẽ phong ngươi làm tổng đốc cẩm y vệ. Đa tạ hoàng thượng. Không được, không thể để hắn trở thành tổng đốc. Nạp Lan huynh à, Nạp Lan huynh, ngươi nhất định phải thắng, tốt nhất là đạp nát cái đầu của hắn. Hoàng thượng, cuộc thi đấu hôm nay làm sao thiếu được ta? À, Trấn Vũ đến rồi. Lần tiệc trước ngươi không có mặt, cuộc thi đấu lần này là Lâm Thiên và Nạp Lan Hoắc hai người họ định ra, một kẻ sĩ nhược như hắn làm sao có thể chiến đấu. Cuộc thi hôm nay hãy để ta làm, dưới cây giáo của nhà họ Đoạn ta không có kỵ binh, chỉ có hồn ma. Điều này vì nhị phò mã sẵn lòng thay ta ra trận, vậy ta xin đa tạ tại đây. Nhị phò mã, xin mời, ai thay ngươi ra trận? Ta chiến đấu cho bản thân mình. Hoàng thượng, nếu ta thắng cuộc thi này, chức tổng đốc cẩm y vệ có thể cho ta không? Chỉ cần thắng cuộc thi này, ta sẽ thưởng cho ngươi chức tổng đốc cẩm y vệ, giờ thì phụ thuộc vào màn trình diễn của ngươi. Được, như vậy ta sẽ dốc toàn lực. Ngươi là con trai của Trấn Bắc Vương, vì đã nhận ra ta thì hãy mau nhận thua, để tránh cái chết xấu xí sau này. Ngày xưa cha ngươi cũng là kẻ thất bại dưới tay cha ta, hôm nay ngươi cũng sẽ trở thành hồn ma dưới ngựa của ta. Kiêu ngạo, xem giáo này. Thú vị, thú vị. Dù sao cũng là Võ Trạng Nguyên, một hiệp đã thua, Bắc Nguyên quả nhiên mạnh mẽ.
đừng giết ta, đừng giết ta, ta nhận thua. Bây giờ nói cũng vô ích, cứ yên tâm, ta sẽ để nguyên sát cho ngươi, dừng tay. Hoàng đế lão nhi, đã nói là không kể sống chết, ngươi làm gì thế này? Nhưng Đoạn Trấn Vũ, hắn không ký vào tờ khế ước sống chết. Trời ạ, đây không phải gian lận sao? Các người đại lương này, chỉ biết vài chiêu trò mà thôi. Đừng nóng, hắn chưa ký, ta đã ký rồi. Đồ ngốc này, bình thường không bằng Đoạn Trấn Vũ, hắn đây không phải là tìm chết sao? Nhanh lên, chết đi, nếu hắn đang vội vàng muốn chết, bản hoàng tử sẽ thành toàn hắn lên đường. Nào, giết ta. Ngươi nôn nóng muốn chết rồi sao, ta sẽ giúp ngươi lên đường. Nào, lại đây. Một đường hảo tẩu. Công chúa, hoàng tử đã chết. Cái gì, đệ đệ ta đã chết. Quá tốt, gã ngốc đó cuối cùng cũng chết. Nếu không, Bắc Uyên sớm muộn cũng sẽ suy tàn. Ngươi một đường hảo tẩu. Khi bổn cung kế vị, ta sẽ dẫn dắt Bắc Uyên lên đỉnh cao. Lâm Thiên, ngươi đã giết đệ ta. Mối thù này, chúng ta không đội trời chung. Ký vào tờ thề sinh tử, không kể sống chết. Chẳng lẽ Bắc Uyên không thừa nhận sao? Thừa nhận, nhưng mối thù này ta cũng phải báo. Các người đại lương, chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của Bắc Uyên đi. Đi. Lâm Thiên, làm tốt lắm, nào nào. Bệ hạ, tốt lắm, tốt lắm. Trẫm muốn hỏi, ngươi đã làm thế nào, để con ngựa hoảng sợ như vậy? Bệ hạ, ta đã sử dụng sợi vàng này, kết nối với máy phát điện này, dẫn điện lên dây đồng. Khi móng ngựa chạm vào dây đồng sẽ bị điện giật, vì thế mới hoảng sợ. Máy phát điện, đúng, đây là máy phát điện cầm tay, có thể tạo ra dòng điện khi hoạt động. Thật là thần kỳ, chúng ta có phải, có thể sản xuất hàng loạt, để chống lại kẻ thù xâm lược, nếu có nguyên liệu tương ứng. Không thể nói là tạo ra một cái giống hệt, nhưng có thể tạo ra thứ tương tự, có thể sử dụng để đối phó với kỵ binh. Lâm Thiên, ngươi thật sự là quý nhân của đại lương quốc chúng ta. Bệ hạ khen quá. Cái này lại là bảo vật gì thế? Xem này, bệ hạ không nên, thứ này, hướng về phía người, như ám khí vậy phụt ra. Vậy đừng hướng về ta, đây gọi là súng hơi, dùng áp suất không khí để phóng đạn trong lòng, đạt được hiệu quả gây chết người tức thì, nhược điểm là tầm bắn ngắn, và cần độ chính xác cao, vậy, bảo vật này, có thể như cái gì đó. Ừ, máy phát điện, được sản xuất hàng loạt không? Về mặt lý thuyết thì có thể, việc chế tạo bảo vật này, ta giao cho ngươi toàn quyền chịu trách nhiệm, thiếu bao nhiêu bạc cứ nói với ta, nào. Hôm nay, ta sẽ chính thức phong Lâm Thiên là Tổng đốc Cẩm Y vệ, trong quá trình chế tạo vũ khí. Nếu có ai cản trở ngươi, lập tức giết không tha, ta đa tạ hoàng thượng. À, đúng rồi, hoàng thượng, chức tổng đốc Cẩm Y vệ này là bao nhiêu phẩm? Chính tam phẩm, hoàng thượng, dễ dàng để hắn kiêm nhiệm tổng đốc, có phải quá đơn giản không? Lão cẩu, ngươi không phải đi cho ngựa ăn sao? Ở đây làm gì? Ngươi gọi ai là lão cẩu đấy? Một thái giám mà không biết lễ nghĩa. Bây giờ ta là quan chính tam phẩm đó, mau học cách sửa đi, quên cuộc cược rồi à, hoàng thượng. Go go go. Con chó tốt, ghi nhớ đi, sau này đừng có sửa lung tung, phụ hoàng. Mặc dù nhị phò mã không thắng cuộc, nhưng đã thể hiện dũng cảm xuất sắc vì quốc gia. Phụ hoàng, phải chăng cũng nên cho một chức vụ gì đó để chơi? Công chúa ngốc lần này lại không ngốc, lại còn biết nói giúp ta. Ô, Nguyễn Dung à, lời nói có lý. Nhị phò mã là võ trạng nguyên và vị trí chỉ huy lực lượng vệ lâm quân hiện đang chống. Ta chính thức bổ nhiệm nhị phò mã làm đại tư lệnh vệ lâm quân. Tạ ơn bệ hạ. Bình thân, phụ hoàng. Chỉ huy vệ lâm quân cũng là một chức tam phẩm. Nhị phò mã chỉ cần dũng cảm là đủ để làm chỉ huy rồi. Ta không chấp nhận. Đại công chúa, đừng nóng vội, thừa tướng, Vận Thiên Phủ, người ta đã về hưu rồi, đại phò mã là Văn Trạng Nguyên, vậy thì để hắn đảm nhiệm chức Vận Thiên Phủ doãn, thế nào? Tạ ơn bệ hạ, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, chấm mệt mỏi rồi. Chấm, đi nghỉ đây, khởi giá. Cung tiến bệ hạ. Sao rồi, chúc mừng tân tổng đốc tam phẩm, sao nam nhân của ngươi được làm quan rồi, mà ngươi lại không vui vẻ gì? Tại sao ngươi lại ký sinh tử trạng? Tên tiểu tử đó quá kiêu ngạo. Ta thật sự không chịu nổi, không ký sinh tử trạng thì làm sao có thể chính đáng giết hắn, nhưng nếu ngươi thất bại thì sao? Ngươi đang quan tâm ta sao? Ai quan tâm ngươi chứ, ta chỉ nghĩ nếu ngươi chết, họ lại nói ta là sao chổi. Yên tâm đi, từ nay về sau, sẽ không ai dám nói như vậy nữa, ai dám nói bậy, ta sẽ giết hắn. Ngươi giết chết Nạp Lan Hoắc, để đạt được chức tổng đốc Cẩm Y vệ, nhưng hai vị phò mã khác, không làm gì cũng được thăng chức, ngươi biết tại sao không? Thủ đoạn của bệ hạ, muốn dùng họ để kiềm chế ta. Ngươi biết đấy, làm hoàng đế không phải đều chơi trò này sao? Nếu ông ta muốn chọn một trong ba chúng ta làm hoàng đế, chắc chắn sẽ không để ta phát triển một mình,
miễn là ngươi hiểu rõ trong lòng mình là được. Vì thế dù có quyền lực, cũng không được kiêu ngạo quá đáng. Ta hiểu, yên tâm. Bệ hạ, việc thăng ba phò mã, lên tam phẩm, e rằng sẽ khiến các quan lại phản đối. Chính là muốn họ phản ứng, càng ồn ào, càng lộ ra nhiều sơ hở. Bệ hạ mong muốn ai làm chữ quân, ngươi mong ta. Cho ai trong họ làm chữ quân, ta không dám đoán mò. Nhớ kỹ, những chuyện không nên hỏi, thì đừng xen vào, chỉ cần làm tốt việc của mình là được. À đúng rồi, Lâm Thiên, đừng chọc giận hắn nữa, nếu một ngày nào đó hắn không vui, có thể sẽ giết ngươi. Vâng. Ta vừa mới nhậm chức, còn rất nhiều việc phải làm, ngươi gọi ta đến đây là có chuyện gì? Đoạn huynh, ta cảm thấy, vị trí chữ quân, không ai xứng đáng hơn ngươi, ta sẽ không tranh đấu với ngươi, nhưng Lâm Thiên thì khác. Lâm Thiên, ta thừa nhận hắn có vài kỹ năng, nhưng trong cuộc chiến giành ngôi vị chữ quân, hắn không có cơ hội chiến thắng, phải đề phòng, ta nghĩ, chúng ta nên chủ động tấn công, loại bỏ hắn ngay từ trong trứng nước, ngươi có kế hoạch gì? Lâm Thiên quan tâm nhất là Tam công chúa, chúng ta có thể bắt cóc Tam công chúa một cách bí mật, dẫn Lâm Thiên ra rồi sau đó. Ngươi điên rồi à, bắt cóc công chúa, nếu để hoàng thượng biết, cả hai chúng ta đều mất đầu, chúng ta cũng không tự tay làm, nếu như tù nhân trong ngục trốn thoát, trong quá trình chạy trốn, bắt công chúa làm con tin thì sao? Làm đi, cái đầu của Lâm Thiên ta sẽ tự tay lấy. Tốt, Tấn Vân Hy mỗi khoảng thời gian một lần, sẽ ra khỏi cung, thu thập dược liệu, đợi đến lần cô ấy ra cung kế tiếp, chính là cơ hội của chúng ta. Lâm Phò Mã, sao ngươi lại ở đây? Trương Thượng Thư có vẻ tâm trạng tốt đấy nhỉ, nghe nói Trương Đại Nhân có kỹ thuật diễn tập xuất sắc. Muốn nhờ Trương Đại Nhân giúp một chuyện. Ta không có hứng thú, đập sơn hà, kiểu công trình như thế, ở thời đại này không phải dễ làm đâu. Trừ khi là cấu trúc bê tông cốt thép, nếu không thì chắc chắn sẽ sụp đổ. Cái gì là bê tông cốt thép? Hiện nay công bộ nghiệp vẫn đang là công nghệ luyện sắt. Ta có thể cung cấp cho các người công nghệ luyện thép và công nghệ bê tông, thông qua hai thứ này, các công trình xây dựng rất kiên cố. Cái gọi là thép này là cái gì vậy? Là một vật liệu cứng hơn sắt. Ngươi cư nhiên còn có thứ cứng hơn sắt sao? Ta không tin. Đại nhân Trương, ngài chỉ cần giúp ta chuẩn bị một ít quặng sắt, quặng mangan và phế liệu sắt. Ta có thể tự tay làm để ngài xem, lúc đó ngài sẽ tin. À, được, nhưng Phò Mã Lâm à, nếu như luyện thép thất bại, ta hy vọng ngươi đừng đến, tìm ta nữa, ta rất bận. Được, nếu ta có thể làm được, xin đại nhân Trương giúp ta, chế tạo một số thứ, thế nào, lời nói làm chứng. Phò Mã Lâm, thầy, từ nay ngươi là thầy của ta, Trương Đức Văn, sư tôn tại thượng, xin thầy nhận lễ bái của đệ tử. Trương đại nhân, không thể làm thế, không thể nào, người giỏi là thầy. Sư phụ có thể luyện ra thép cứng như vậy, thật là niềm hạnh phúc của đại lương ta. Nếu ngài không nhận ta làm đệ tử, Đức Văn sẽ quỳ mãi không đứng lên. Ngài đã tuổi này còn có thể làm cha ta rồi, ta sợ sẽ tổn thọ. Ta thật sự phục ngài. Được, nào. Ta đồng ý với ngài, mau đứng lên đi, xem ngài có thể làm được thứ này không. Đây là gì? Đây gọi là AK-47. Lâm Thiên, cuối cùng ngài cũng đến. Công chúa, sao ngài lại ở đây? Lần trước, ngươi nói muốn bản cung giúp ngươi. Ngươi đã sử dụng dây đồng, bây giờ, không phải nên thực hiện lời hứa, nên đáp bản cung sao? Công chúa à, ngài là tỷ của Vân Hy, như thế này. Vân Hy, Lâm Thiên, ngươi không thể thoát khỏi tầm tay của ta đâu, đêm nay ta sẽ ăn thịt ngươi. Cái gì mà Vân Hy, ta là Tấn Lan Điệp, nhìn cho kỹ đi, dáng người của ta đẹp hơn nhiều so với nàng ta, mắt nhìn của ngươi thật là, luôn gọi tên nàng ta. Có vẻ như thuốc này hiệu quả đấy, lần trước không ăn được ngươi, lần này ngươi đừng mong chạy thoát. Nhẹ tay chút, thô bạo quá. Tối qua, ngươi thật là thô bạo, nhưng mà ta thích thế. Công chúa, một ngày làm việc bắt đầu từ buổi sáng, chúng ta đừng lãng phí thời gian. Ngươi tối qua 3 lần cơ mà, còn đủ sức không? Ta trẻ trung sức khỏe tốt. Vậy trước kia ngươi giả vờ e thẹn làm gì? Không ngờ ngươi còn nghiện hơn ta. Lâm Thiên, ngươi có ở đó không?
Phụ hoàng bảo chúng ta đến thư phòng một chuyến, nói là thánh nữ của Thái Thượng Thư Viện tìm ngươi có việc. Thánh nữ, cô ấy sao lại đến đây? Ngươi cứ ở đây đã, đợi chúng ta đi rồi ngươi hắng ra ngoài. Ta đến đây. Được, ngươi nhanh lên. Bệ hạ đại lương, lần này ta đến muốn đưa Lâm Thiên trở lại Thái Thượng Thư Viện. Nhưng ta nghe nói hắn đã là phò mã của quốc gia này, vậy nên ta muốn hỏi ý kiến của ngài. À, thánh nữ à, chuyện này cần phải hỏi ý kiến của chính Lâm Thiên. Ngươi nghĩ sao? Trên đời này có bao nhiêu người xuất chúng, cả đời không thể bước chân vào Thái Thượng Thư Viện. Hắn, Lâm Thiên, tự nhiên không bỏ lỡ cơ hội này. Xin lỗi, xin lỗi, sẽ làm thánh nữ thất vọng. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, miễn lễ, trông có vẻ khá đẹp trai. Lâm Thiên, ngươi thật sự không chịu về Thái Thượng Thư Viện với ta sao? Ta không thể về với cô ấy, nếu không lộ ra rằng ta lừa họ thì xong đời. Ta thà không đi, ta làm phò mã ở đây cũng tốt. Không sao, nếu ngươi không muốn đi thì ta sẽ ở lại đây để kiểm chứng danh tính của ngươi. Bệ hạ đại lương có ý kiến gì không? Thánh nữ tùy ý. Vậy công chúa thì sao? Thánh nữ cao cao tại thượng, ta chỉ là một công chúa nhỏ, tự nhiên không dám có ý kiến. Ta nghe giọng điệu của công chúa có vẻ không hài lòng với ta. Không dám, vậy thì như vậy, bản thánh nữ sẽ ở trong cung của công chúa. Cung Đông Lôi của ta chỉ còn phòng phụ, nếu thánh nữ không ngại, muốn ở bao lâu cũng được. Hai nữ nhân này, đây là lên mâu thuẫn rồi. Bệ hạ, không tốt rồi. Bệ hạ, bên ngoài thành tập trung hơn 10 vạn dân nghèo, họ nói rằng muốn nổi loạn. Bên ngoài thành có dân nghèo, họ từ đâu tới thế? Nghe giọng là từ vùng Hoài Tây. Hoài Tây, mấy tháng trước Hoài Tây đã xảy ra lũ lụt. Ta đã không phải đã cấp 500 vạn lượng cứu trợ rồi sao? Tại sao vẫn còn nhiều dân nghèo thế này? 500 vạn lượng sau khi qua tay quan chức đưa tới Hoài Tây chỉ còn không tới 1/10. Đây là tiền cứu trợ, họ cũng dám tham ô. Chuyện này không phải là lần đầu tiên xảy ra. Ta còn chưa chết, họ đã muốn phản loạn à? Bệ hạ, từ khi Thái thú giám quốc, bách quan đều theo ông ta làm đầu, ai không nghe lời ông ta đều bị xua đuổi. Ta chính là một trong số đó. Vì thế hôm nay ta mạo muội xin hoàng thượng thu hồi quyền giám quốc của thừa tướng. Thừa tướng có uy tín rất cao ở triều đình, nếu thu hồi quyền giám quốc bất chợt, e rằng sẽ gây ra hỗn loạn. Biện pháp hiện tại chỉ có thể từ tham ô bắt đầu, trước tiên cắt giảm một phần quyền lực của ông ta. Nhưng hoàng thượng, tam cục đều là người của thừa tướng, ai dám điều tra đây? Ngươi lẽ nào quên rồi sao? Đại lương ta vẫn còn cầm y vệ. Lâm Thiên, bệ hạ, ta lệnh cho ngươi điều tra vụ này, bắt người thì bắt, giết người thì giết. Ngoài ra dân tị nạn ngoài thành cũng cần được an ủi. Ta sẽ phái Vận Thiên phủ và Lâm Tuyển quân hỗ trợ ngươi. Vâng, lẽ nào tam phò mã chính là tổng đốc mới của cầm y vệ? Đúng vậy, nhưng cầm y vệ đã lâu không hành động, dù ba vị phò mã trở thành tổng đốc mới e rằng cũng chẳng giúp được gì. Chính vì đã lâu không hành động, họ đã quên mất đại lương vẫn còn thanh gương này. Thanh gương này đã đến lúc phải mài lại. Tống Dũng, có thần chấm lệnh cho ngươi cùng Lăng Thiên điều tra vụ này. Thần tuân lệnh. Này, làm gì đấy? Bắc Trấn phủ không được tự ý xông vào. Mắt mù à? Đây là Bắc Trấn phủ, tổng đốc mới tới, ai dám cản? Tổng đốc mới, chúng ta chưa nhận được thông báo, biết đâu lại là kẻ giả mạo. Cút đi, nếu không, đừng trách Tú Sơn đao trong tay ta không khách khí. Càn rỡ, ta là Thượng thư bộ hộ, Tống Dũng đây. Hóa ra là đại nhân Tống Dũng, không biết Tống đại nhân đến phủ Bắc Trấn có chuyện gì. Trương Đề Đốc đã nói, không có sự cho phép của ông ấy, không ai được vào. Trương Đào này, thật sự coi phủ Bắc Trấn như nhà mình vậy. Hãy gọi hắn ra đây ngay cho ta, Đô Đốc nhà ta nói rồi, hôm nay không gặp ai. Hãy bảo hắn ra gặp ta, ngươi dám đánh ta, ngươi. Cơ hội cuối cùng đây, bảo hắn ra gặp ta, ai vậy, dám ở phủ Bắc Trấn của ta làm loạn, chán sống à? Đại nhân, tiểu tử này tự xưng là tổng đốc mới, nhưng chúng ta không hề nhận được tin tức, ta nghi ngờ hắn giả mạo. Tống đại nhân, đây là tổng đốc mới đến, đảm bảo chính hãng. Xin lỗi, ta thực sự không nhận được thông báo, vì thế, hai người từ đâu tới? Thì quay lại đó đi. Hãy mở to mắt ra mà xem này là cái gì, đây là cái gì? Lệnh tổng đốc. Trương Đào, tổng đốc phủ Bắc Trấn, bái kiến tổng đốc. Vị này không chỉ là tổng đốc phủ Bắc Trấn, mà còn là phò mã của tam công chúa, hãy hợp tác tốt. Nghe hiểu chưa? Ta hiểu rồi. Đại nhân thỉnh. Tống đại nhân, lần này làm phiền ông rồi, mua gạo cho người dân lánh nạn. Tổng đốc Lâm, e là gạo ở kinh thành không mua được đâu, từ khi cứu trợ thiên tai, giá gạo đã tăng gấp 10, làm sao vậy? Lượng lớn gạo này đều do lương thực đại hộ Trương Hoài Trung kiểm soát, giá gạo thông thường do ông ta chủ trì điều chỉnh tăng giảm. Những tay buôn này lợi dụng cơ hội hút bạc của dân, ai cho họ cái gan đó? Trương Đào, có, trong 1 giờ đồng hồ mang danh sách người tham gia cứu trợ đến cho ta. Ngoài ra đưa Trương Hoài Trung đến đây để thẩm vấn, nếu không đến ngươi đừng làm đô đốc nữa. Vâng. Đại nhân, đây là danh sách những người tham gia cứu trợ, xin ngài xem qua. Đại nhân, Trương Hoài Trung nói chân tay không tiện, không thể đến được. Chân tay không tiện, vậy bản tổng đốc tự mình đến Trương gia một chuyến. Nếu hắn chân không sao, ta sẽ tự tay làm gãy chân hắn.
Đi. Triệu đại nhân, lần này kiếm được không ít tiền. 1 triệu lượng này, ta tặng ngài. Lão Trương, làm việc khéo thật đấy, không trách, ngươi có thể giàu có. Vẫn là do Triệu đại nhân lãnh đạo có phương pháp. Ta chỉ là một con chó, theo sau ngài mà thôi. Lão Trương nhận thức cao thật, nhưng, ta là đệ tử của thừa tướng, ngươi muốn làm chó, cũng là chó của thừa tướng, đúng đúng, đúng là như Triệu đại nhân nói. Nhưng đại nhân à, Cẩm Y vệ muốn ta đến Bắc Trấn phủ, ta không đi có sao không? Yên tâm đi, Cẩm Y vệ đã bỏ hoang bao lâu rồi? Bây giờ, còn không có tổng đốc, chỉ là làm cho có thôi. Hơn nữa, dù có chuyện gì, có thừa tướng ở đây ngươi sợ gì, có lời của ông, ta mới yên tâm. Trương Hoài Trung, ngươi không phải là có vấn đề về chân sao? Sao lại có thời gian rảnh, lại uống trà ở đây? Ngươi là? Đây là tổng đốc của Bắc Trấn phủ, phò mã của Tam Công Chúa, Lâm Đại Nhân. Hoàng thượng lại để một phò mã, làm tổng đốc Cẩm Y vệ, chẳng lẽ hoàng thượng muốn có động thái lớn, ta phải nhanh chóng bẩm báo với thừa tướng. Triệu Đại Nhân, Triệu Đại Nhân, ngươi không nói rằng Cẩm Y vệ không có tổng đốc sao? Gấp cái gì, tổng đốc có lớn đến mấy, có lớn bằng thừa tướng không? Hỗn sược. Triệu Bạch Kim, ngươi định làm gì, ta đang làm gì ở đây? Không cần phải báo cáo với ngươi. Ngươi, ngươi cái gì mà ngươi, ta còn có công việc quan trọng. Không thể tiếp tục ở lại, đứng lại, ta đã cho ngươi đi chưa? Lâm Phò Mã, ta đang đi làm việc thay cho thừa tướng, làm trễ nãi việc của thừa tướng, ngươi có chịu nổi không? Đừng lấy thái thú ép ta, ta hỏi ngươi, làm một quan lại triều đình, đến nhà thương nhân làm gì? Lẽ nào, quan lại triều đình, không thể có bằng hữu sao? Trương Đào, vâng, Lục Soát. Đại nhân, đây là tờ ngân phiếu mệnh giá 10 vạn lượng mỗi tờ. Có tổng cộng 10 tờ, 1 triệu lượng. Triệu Bạch Kim, ngươi thật là giàu có, một quan lễ bộ, có thể mang theo 1 triệu lượng tiền mặt. Đại nhân, đây là ngân phiếu của tiền trang Trương Thị, tiền này, là Trương Hoài Trung đưa cho ngươi. Trương Hoài Trung, đây là 1 triệu lượng đấy. Chẳng lẽ hắn đã uy hiếp ngươi? Đại nhân, không có. Vậy là ngươi đã hối lộ Triệu đại nhân rồi. Theo luật của Đại Lương, hối lộ quan chức triều đình phải bị xử tử hình. Xử tử? Trương Đào, xuống, kéo xuống chém đi. Xin đại nhân tha mạng, là Triệu đại nhân đe dọa ta. Đồ khốn, ngươi nói bậy bạ gì thế? Vậy ngươi nói xem, hắn đã đe dọa ngươi như thế nào? Cách đây một thời gian, Triệu đại nhân tìm đến ta, nói rằng triều đình cần mua một số lượng lớn lương thực, bảo ta đẩy giá cao để bán. Ta làm theo lời hắn, thật sự kiếm được khá nhiều tiền. 1 triệu lượng bạc này là hoa hồng trả lại cho hắn. Triệu Bạch Kim, ngươi là quan chức triều đình, nhưng lại không quan tâm đến tính mạng của người dân, kiếm lời từ thảm họa quốc gia. Triệu Bạch Kim, ngươi thật sự xứng đáng chết. Ta là đệ tử của thượng thư, ai dám giết ta? Triều đình chính là có loại sâu bọ như ngươi, thật sự là một nỗi buồn. Đừng nói ngươi là đệ tử của thừa tướng, ngay cả thừa tướng chính mình, nếu phạm luật Đại Lương, cũng phải bị xử trảm. Lâm Thiên, ngươi định làm gì? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi giết ta, thừa tướng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Trương Hoài Trung là một thương nhân, trong lúc triều đình cần lương thực cứu trợ, ngươi lại cố ý tăng giá bán lương thực. Triều đình đã chi ra nhiều tiền lương, nhưng lại mua không được lương thực, dẫn đến tình hình thiên tai càng thêm trầm trọng. Ngươi phải chịu trách nhiệm gì? Đều do hắn mê hoặc ta. Đại nhân, xin hãy tha cho ta lần này này, hãy cho ta một cơ hội. Khi dân chúng ngoại Tây không có cơm ăn, ngươi có nghĩ đến việc cho họ một cơ hội không? Đại nhân ta, ngay lập tức, toàn bộ tài sản Trương gia bị tịch thu và Trương Hoài Trung bị xử tử tại chỗ. Kính hiếu là điều này, giết. Tống đại nhân, về người tị nạn bên ngoài thành, nên do bộ phận nào chịu trách nhiệm? Do phủ Thuận Thiên chịu trách nhiệm, vậy phiền Tống đại nhân chạy một chuyến, nói với Tần Phong, xây dựng một số nơi trú ẩn tạm thời, giải tỏa tình cảm của người dân. Vâng. Vân Hy đâu? Cô ấy ra khỏi cung để thu thập dược liệu. Lâm công tử, lần trước, chúng ta đã cùng nhau kéo tờ suốt cả đêm, chẳng lẽ, ngươi không định đa tạ ta sao? Thánh nữ, ngươi muốn ta đa tạ thế nào? Tất nhiên là bằng cả đời này rồi, lần trước không nhận ra nàng còn khá là xinh đẹp, ngươi không phải đến kiểm tra danh tính của ta sao? Nếu lúc đó, ta không phải người họ đang tìm, ngươi chẳng phải lỗ nặng sao? Ngươi có phải là người đại thượng thư viện đang tìm, và ngươi có phải là nam nhân của ta? Hai việc này không mâu thuẫn mà. Đại nhân. Không hay rồi đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Có phạm nhân vượt ngục ở Thiên Lao, trên đường trốn chạy đã bắt giữ Tam công chúa, chạy trốn vào khu rừng ngoài ngoại ô. Gì? Mau báo cho Trương Đào, mang theo 100 cẩm y vệ, đi cứu người. Trương đại nhân đã mang người đi rồi, chính ông ấy bảo ta tới báo cho ngài. Thánh nữ, xin lỗi, ta phải đi cứu Vân Hy. Ngươi chờ ngoài cửa, ta đi lấy ít đồ. Vâng. Đại nhân, khu rừng này có quá nhiều chỗ ẩn náu, thật sự khó mà bắt được. Nhóm thổ phỉ này rất lão luyện, chỉ chọn rừng mà chui vào, nhưng dù thế nào đi nữa, cũng phải cứu được công chúa, nếu không, 10 cái đầu của chúng ta cũng không đủ chém. Lâm đại nhân, đã tìm thấy người chưa? Những tên tội phạm này thật quá xảo quyệt, cố tình gây rối loạn. Chúng ta khó mà kiểm tra dấu vết. Hiện tại vẫn chưa có manh mối.
Được, các người nghỉ đi, để ta đến. Tìm thấy rồi. Đại nhân quả nhiên tài giỏi, thật nhanh đã tìm ra rồi. Xin hỏi đại nhân, đây là bảo vật gì? Đây gọi là máy bay không người lái, xem họ ở đâu. Họ ở phía bên kia, vâng. Buông ta ra. Các người muốn làm gì? Lỏng ra một chút đừng để cô ấy kêu lên. Vừa rồi chạy quá vội, không chú ý nhìn. Không ngờ cô nàng này, thật sự là hàng hiếm. Dáng này, ngực này, khuôn mặt này thật tuyệt vời. Các người thật là gan lớn, biết ta là ai không? Ta không quan tâm ngươi là ai, trong mắt ta, chúng chỉ là những đứa trẻ thôi. Ta là Tam công chúa hiện thời, Tấn Vân Hy, các người dám bắt cóc ta. Tội đồng lõa. Dọa ta à, ta là tù nhân tử hình, không có gì để mất. Dù cô thật sự là công chúa, thì đã làm sao, ta vẫn sẽ hiếp dâm rồi giết cô. Mùi thơm quá. Nếu cô thật sự là công chúa, thì ta cũng có thể lên giường với một công chúa, cũng không phí cả đời này. Các huynh đệ, cởi hết quần áo cô ta ra. Đợi ta vui xong, mấy người cứ thay phiên nhau. Buông tay, các người lũ khốn nạn, tin không ta giết hết các người. Cay đấy, ta thích lắm, nhưng cô vẫn nên, đợi một lát nữa hãy kêu, tiết kiệm sức lực. Đợi lát nữa rồi lại kêu, tiết kiệm sức lực đi. Lâm Thiên, ngươi đuổi kịp nhanh như vậy. Cẩm y vệ thật không hổ danh, thật sự có tiếng tăm, nhưng với chỉ vài người các ngươi, ta không coi các ngươi là mối đe dọa, tiểu tặc cuồng vọng. Nhìn ngươi cũng là quan chức. Vậy ngươi phải nghe về ta rồi, 10 năm trước, ta một mình xóa sổ ba đại tiêu cục ở Giang Nam. Ta giết tổng cộng 360 người, ngươi là Đao Thập Tam, đúng vậy. Chính là ta, bây giờ ngươi sợ chưa? Sợ. Ngươi biết ta đã tìm ngươi bao lâu không? 10 năm trước, ta trốn trong góc của nhà họ Trương, và nhìn ngươi giết cả 98 thành viên gia đình ta. Hôm nay là ngày ngươi phải trả giá. Ngươi là người nhà họ Trương, nếu ta biết ngươi đang nhìn, ta nên làm thịt mẫu thân ngươi trước, rồi mới giết ngươi, sau đó xẻ thịt cả nhà ngươi cho chó ăn. Ta sẽ giết ngươi. Với võ công của ngươi, cũng muốn báo thù à? Nếu không muốn cô ta chết, tốt nhất các ngươi đừng có hành động. Ngươi là thủ lĩnh đúng không? Ta hỏi ngươi, nữ nhân này, thật sự là công chúa à? Đúng. Thật sự là công chúa, ta kiếm được lớn rồi. Ta khuyên ngươi nên thả cô ta ngay, nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Đừng có mà đe dọa ta. Nhanh lên, chuẩn bị vài con ngựa nhanh cho ta, và vàng ngàn lượng. Nếu không ngươi chỉ có thể mang về một xác chết. Được. Miễn là ngươi chịu thả người, không nói đến ngàn lượng vàng, cho dù ngươi muốn một thành, ta cũng sẽ cho ngươi. Ngươi có thể có bản lĩnh lớn như vậy, ta là tổng đốc Bắc Trấn Phủ, phò mã của Tam công chúa Nương Triều. Ngươi là người của nàng à? Ta bây giờ đột nhiên không muốn thả người nữa. Muốn thử xem, chơi nàng trước mặt ngươi, chắc là rất kích thích, ngươi đang tìm cái chết. Vừa rồi hắn cũng đã nói như vậy. Ngươi chắc chắn có thể giết ta. Đây là cái gì? Là thứ có thể lấy mạng ngươi. Con mẹ nó, ngươi dám đánh lén ta. Tiểu tử, có gan ngươi tay không đánh với ta, sử dụng vũ khí tính là anh hùng hào kiệt gì, đối phó với loại người như ngươi. Phải dùng thủ đoạn khác nhau. Trương Đào, có, đây là kẻ thù của ngươi, cái đầu này, ta tặng cho ngươi. Vâng, đại nhân. Không ngờ Đao Thập Tam ta suốt đời anh hùng, lại chết dưới tay một bao đầu tiểu tử. Thôi thì, chết cũng được, 18 năm sau, ta lại là một hảo hán. Không sao chứ. Ngươi lại cứu mạng ta một lần nữa. Ta lại nợ ngươi một ân tình, chúng ta là phu thê, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm. Ta thấy ngươi và thánh nữ kia mới là phu thê. Ghen à, đừng nói bậy, ai ghen chứ. Ngươi bị lừa, bắt cóc không phải là tai nạn. Có người cố ý làm vậy, sau khi ta rời cung, bị người ta che mặt từ phía sau. Khi tỉnh dậy, thấy mình đã ở trong rừng này, những tên cướp vừa rồi chỉ là món khai vị, đây mới là món chính, ai muốn hại ta. Chỉ cần bắt được thì sẽ hiểu thôi. Trương Đào, huynh đệ, bảo vệ đại nhân lên, hôm nay phải giải quyết ở đây. Nhìn kỹ thuật của những người này, họ đều là cao thủ giang hồ, khó đối phó. Ngươi còn bảo bối gì không, nhanh chóng lấy ra. Ta chỉ có khẩu súng này, bây giờ không còn đạn nữa,
ngươi tìm cách giữ họ lại, ta cần ít nhất 1 giờ để phục hồi trạng thái, khi đó chạy trốn không thành vấn đề, chờ cái gì mà chạy. Các huynh đệ, vì đại nhân và công chúa liều mạng cho ta, bọc hậu. Sao vẫn chưa xong? Gần xong rồi, chúng ta nhanh chóng rời đi, họ cũng sắp đuổi kịp. Đi. Không tốt, họ đuổi theo rồi. Lão đại, vừa nãy bên này còn có tiếng động, bây giờ không có ai, Huyện Thiên Phủ Doãn nói. Chỉ cần giết nam nhân kia, hắn nói nếu tìm được sẽ thăng chức cho chúng ta, nhanh chóng tìm kiếm, không bỏ sót chỗ nào. Vâng, vâng. Thủ phủ Thuận Thiên. Tần Phong muốn giết ta. Những tên cướp này đều là tù nhân vượt ngục, mà nhà tù lại thuộc quyền quản lý của phủ Thuận Thiên. Vậy chúng ta phải làm gì? Không thể nhìn thấy, ta không có tự tin hoàn toàn. Nhưng bây giờ thì... Không ngờ ngươi giỏi đến vậy. Cái giỏi còn ở phía sau kia, xem kỹ đi. Cẩn thận, mọi người hãy nín thở, có độc. Tốt lắm, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi, đi chết đi, cứ thử động xem. Tiểu tử, ngươi dám dọa ta à? Đắc tội với nhân vật lớn, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh gọn. Không có đạn, còn muốn lừa ta? Trời ạ, mạnh thế mà không ngất, ngươi đang gãi ngứa à? Đi chết đi, hắn không sao. Nhanh lên, nhanh lên. Lần này ta đã cứu mạng ngươi, ngươi còn nợ ta một ân tình, ta thấy ngươi rất cậu toàn nhỉ, đây là biết ơn và báo đáp. Đại nhân, công chúa, các ngài không sao chứ? Trương Đào, không sao, tất cả đều đã chết. Những người này cuối cùng là ai sai khiến? Tần Phong. Đại phò mã, đi thôi, trở về tìm hắn nói chuyện một chút. Vâng. Được rồi, kế tiếp, đại nhân, cho thêm một chút nữa. Con gái ta sắp đói ngất, xin ngài hãy từ bi, xin ngài, biến đi. Ngươi, nữ nhân ngôi hám này, thật là tham lam. Quan phủ sẵn lòng cho các ngươi, đấy là phước của các ngươi không biết ơn. Vậy mà còn than thở là ít ư, còn phàn nàn à, đại nhân, chút này thật sự không đủ đâu. Đại nhân, xin ngài thương tình, nếu không đi, lão tử sẽ đổ hết cháo này đi, những người khác không ai được uống. Ta đi, đi thôi đại nhân xin đừng đổ. Ngươi là ai? Đây là cháo mà Tần Phong bảo các ngươi phát à, đây là cháo sao, đây là nước bùn, làm sao mà ăn được, gọi thẳng tên phụ Doãn đại nhân, ta thấy ngươi không muốn sống nữa, ta thấy không muốn sống là ngươi. Ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta đứng sau ai không, là phủ Doãn đại nhân, hắn là phò mã đương triều, đại diện triều đình phát cháo, ngươi đánh ta, là đánh vào mặt triều đình. Ngươi có mấy cái đầu, ngươi muốn làm gì, biết cái đao này không, đao Tú Xuân, ngươi có biết hắn là ai không? Tiểu nhân không biết, người này là phò mã của Tam Công Chúa Đương Triều, và cũng là Tổng đốc của Bắc Chấn Phủ, Lâm Thiên, Lâm Đại Nhân. Và đây chính là Tam Công Chúa. Phò mã, công chúa, là ta có mắt không chẳng đụng vào các người, tiểu nhân đáng chết, quả thật ngươi nên chết, động thủ, tiểu nhân đáng chết. Lâm Thiên, hắn không chết, lũ vô dụng này. Lâm Thiên. Tần phò mã, ngươi đến đúng lúc, ta đang muốn tìm ngươi, ngươi đến đây làm gì, ăn rồi, đồ này chó cũng không ăn, ngươi cũng biết là chó không ăn, vậy đem đồ này cho dân tị nạn, họ có thể ăn, tại sao ngươi lại không thể ăn, Lâm Thiên, ngươi quá lố bịch, cứu tế nạn nhân là trách nhiệm của bổn phủ, không liên quan đến ngươi, thấy ngươi và Tam Công Chúa bội bặm như vậy, tốt nhất là về rửa ráy rồi đi ngủ đi. Chúng ta đã trở về an toàn. Chắc ngươi rất thất vọng nhỉ, ngươi đang nói gì vậy, ta không biết. Tần Phong, ngươi đã làm ta bất tỉnh. Cố ý thả tù nhân, tạo ra vẻ bỏ trốn. Dùng con tin để trốn thoát, ngươi nghĩ ta không biết à? Công chúa, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Hôm nay ta bận rộn, lập trại cháo, mua lúa gạo phát cháo, ta đâu có thời gian làm những việc đó. Đừng oan trái ta, Tần Phong à, ta thấy ngươi thật là cứng đầu. Trương Đào, dạ, chặt đầu hắn. Ngươi dám? Ta là Thượng Thiên Phủ, chức quan tam phẩm, ngang hàng với ngươi, ngươi dám giết ta? Ngươi không biết Tổng đốc Cẩm Y vệ có quyền tiên trảm hậu tấu sao? Ta là người của thừa tướng, cho dù ngươi có quyền thì sao? Chẳng lẽ ngươi dám đắc tội với thừa tướng? Hơn nữa, ta còn là đại phò mã. Đại phò mã, ý ngươi là, việc cứu trợ lần này, là do thừa tướng sắp xếp ngươi làm, ngươi đừng nói bậy, giá gạo ở kinh thành tăng cao, bộ hộ đã đưa ta 10 vạn lượng bạc, có thể mua được như vậy đã rất tốt rồi, ngươi bảo gạo này là tốt sao, gạo này dù kém, vẫn tốt hơn vỏ cây, rễ cỏ đúng không, tốt. Tốt hơn vỏ cây rễ cỏ, tốt hơn việc không mua được gạo, ngươi nghĩ chúng ta là kẻ ngốc sao, sau khi ta giết hai tên Triệu và Trương, giá gạo đã trở lại bình thường, ngươi mua thứ rác rưởi này cho dân ăn, tương tâm ngươi đâu, 10 vạn lượng bạc trắng.
8 vạn lượng đã vào túi ngươi, ngươi không xứng đáng mặc bộ quan phục này, càng không xứng đáng làm phò mã. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, trừ hại cho dân. Người đâu, có, chặt đầu hắn, treo ở cổng thành, phơi nắng 3 ngày, ngươi dám? Lâm Thiên, ngươi tưởng chỉ cần mua gạo thôi sao? Xây dựng trạm tráo không cần vật liệu à? Mua gạo không cần nhân công à? Sự phức tạp trong đó, làm sao ngươi có thể tưởng tượng được? Hơn nữa, ta là quan mới nhậm chức, không tránh khỏi sai sót, cũng là điều có thể hiểu được. Còn ngươi, Lâm Thiên, dựa vào chút sức lực nhỏ nhoi, liền muốn giết chóc quan viên. Ngươi không sợ làm lạnh lòng quan lại à? Im đi. Triều đình có những quan viên như các ngươi, quả thật đáng buồn, chưa nói đến chuyện cứu trợ thiên tai, chính ngươi đã sai người bắt cóc công chúa, cũng là tội diệt cả nhà, muốn buộc tội gì thì luôn có cách, hành vi tùy tiện, giết quan chức của ngươi, chỉ làm cho quan chức triều đình lo sợ, đến lúc đó, còn ai muốn làm việc cho triều đình? Đừng giả vờ trước mặt ta, ngươi nghĩ định bợ thừa tướng là có thể làm gì cũng được, ta nói cho ngươi biết, ngươi sai rồi, trong mắt ta, dù là thừa tướng phạm pháp, ta cũng giết không tha, nói láo, chương nào, có. Từ lúc ngươi bắt cóc Tam công chúa, ngươi đã là người chết rồi. Lâm Thiên, ngươi nói thật sao? Ngươi là phò mã, ta cũng là phò mã, vì công chúa và hoàng thượng, ngươi cũng không thể giết ta. Khi ngươi làm sai, sao không nghĩ đến mối quan hệ của chúng ta? Bây giờ, muộn rồi. Trương Đào, có, bắt giữ tất cả quan chức tham gia công tác trấn áp thiên tai, công tác trấn áp sẽ do Cẩm Vệ chùa ta tiếp quản, an ủi người dân, nếu làm không tốt, ta sẽ lấy ngươi ra làm vấn đề. Trương Đào, sẽ làm cho ngài hài lòng, không phải làm ta hài lòng, mà là làm cho nhân dân hài lòng. Đúng vậy. Quan tốt, quan tốt, quan tốt, thật sự là quan tốt, trời ơi. Các ngươi là gốc của Đại Lương, là linh hồn của Đại Lương, các ngươi gặp khó khăn, triều đình tuyệt đối không thể không quan tâm, đa tạ đại nhân, Vân Hy, ta sẽ cho người đưa ngươi về cung, ta sẽ ghé qua Trương gia, được. Sư phụ cảm thấy thế nào? Khá tốt, mặc dù có chút sai sót, nhưng ta đã đưa cho ngươi bản vẽ. Ngươi còn làm ra cả khẩu súng lớn 38, được đấy, ân sư, quá khen rồi, nhờ có bản vẽ của ngài cụ thể, nếu không, đời này ta cũng không thể chế tạo ra lại bảo vật này. Được rồi, đừng tâng bốc lẫn nhau nữa, ta hỏi ngươi, thứ này của ngươi, trong 7 ngày, có thể làm xong cho ta không? Ân sư, ngài đánh giá thấp ta rồi, hôm nay, ta đã làm ra 200 khẩu súng, và 10.000 viên đạn. Công bộ không làm được như vậy, nhưng ta đã chia bản vẽ, cho tất cả các xưởng rèn ở kinh thành làm suốt đêm. Cuối cùng thì giao cho công bộ của ta lắp ráp thống nhất. Chính vì thế mới hiệu quả gấp đôi, đó là lý do vì sao hiệu quả cao. Perfect, phá cái gì, hoàn hảo, à, thế à. Gửi cho ta 100 khẩu súng với 5.000 viên đạn, đi đến Bắc Trấn Phủ, đã đến lúc trang bị vũ khí cho triều đình, làm sắc bén lưỡi dao này. Vâng, lão sư. Lâm Thiên, ngươi lại đây, công chúa. Công chúa sao ngài ở đây, ta hỏi ngươi, ngươi đã giết Tần Phong rồi à? Ngươi thật giỏi, đó là phò mã của ta. Ngươi không nói không rằng đã giết hắn, ngươi có nghĩ đến cảm nhận của ta không? Hắn phóng thích tội phạm, bắt giữ Tam công chúa, ngưu sát ta, lại còn tham ô, lạm dụng quyền lực, ta là diệt trừ kẻ phản nghịch cho triều đình, ta thấy ngươi vì tranh đoạt ngôi chữ quân mà tiêu diệt kẻ thù chứ gì? Hắn chẳng phải cũng muốn diệt trừ ta sao? Đừng sợ, bổn cung không trách ngươi, chỉ là ngươi giết phò mã của bổn cung, ta đành phải chịu cảnh quá buộc. Đêm dài lạnh lẽo, làm sao người ta ngủ ngon được, trừ khi ngươi bồi ta ngủ. Công chúa, điều này không tốt lắm. Đâu phải lần đầu tiên, tại sao ta không có sức hút? Công chúa có thân hình đáng ngưỡng mộ và phong thái thanh lịch. Một cử chỉ nhỏ cũng khiến người ta mê đắm, làm sao lại không có sức hút? Vậy sao ta thấy ngươi lơ đãng thế? Nhìn xem, ngươi lại đang mơ màng, ngươi đang nghĩ về ai vậy? Có phải ngươi đang nghĩ về Vân Hy không? Tỷ hỏi ngươi, hai người đã động phòng chưa? Chưa, Vân Hy nhà đầu đó lãnh nhược băng xương, không dễ gì làm tan chảy trái tim cô ấy. Nếu không tỷ giúp ngươi một tay. Thôi, ta không muốn ép cô ấy, ta không nói là ép buộc, ý ta là tạo cơ hội cho hai người, cơ hội đến rồi thì mọi thứ sẽ tự nhiên. Vậy ngươi nói đi, định giúp thế nào? Đêm nay, ngươi làm tỷ cảm thấy thoải mái đi, sáng mai ta sẽ nói cho ngươi biết. Cô nương này khá mạnh mẽ nhỉ, Lâm Thiên. Triệu công công, ngươi không phải đi chăm ngựa sao? Nhà ta nuôi ngựa không liên quan gì tới ngươi. Nghĩ tới việc của mình đi, việc của ta, việc gì chứ? Vài ngày trước ngươi giết Triệu Bạch Kim, đêm qua lại giết Tần Phong. Các quan viên đang tố cáo ngươi vì tội giết quan triều đình. Hoàng thượng triệu ngươi lên điện Kim Loan, đi thôi. Trương Đức Văn, Tống Dũng, hai ngươi một là thượng thư công bộ, một là thượng thư bộ hộ, là đại nhân triều đình, lại công khai giúp đỡ tên bạo loạn Lâm Thiên nói chuyện. Có ý gì vậy? Dù ngài là thái thú, nhưng cũng không thể vô cớ vu khống người khác,
Theo ta biết, Lâm Thiên giết chính là những kẻ cần phải giết, chẳng hạn như đồ đệ tự hào của ngài, Triệu Bạch Kim. Hắn xúi dục thương nhân, Trương Hoài Trung tăng giá bán núi mì, mưu lợi cá nhân, hành vi như vậy, chết không đáng tiếc. Đúng vậy, và còn Tần Phong, dù là phò mã triều đình, lại là Thuận Thiên phủ doãn, không những không nghĩ cho triều đình, còn bắt người dân nghèo ăn cát bụi, kẻ có lòng dạ độc ác như vậy, không giết thì không thể yên lòng dân, không giết không đủ để dân tin. Cả hai ngài đều là người đọc sách, những người đọc sách tất nhiên phải có phong cách làm việc của người đọc sách, chứ không phải như kẻ thợ mổ, cầm dao là chém. Hai người họ dù có lỗi, nhưng cũng nên báo cáo với triều đình rồi giao cho hình bộ giam giữ. Cuối cùng tam ty sẽ xét xử. Bệ hạ. Thưa tướng, tam ty là người của ngài, điều tra có ra gì không? Bản tổng đốc muốn hỏi ngài, cái thiên hạ này cuối cùng là của bệ hạ hay là của ngài? Vô tri tiểu nhi, trước mặt ta, quan giám quốc, dám tự xưng là bản tổng đốc, ngươi dùng thủ đoạn của cầm y vệ để vu cáo cho ta, thiên hạ này tất nhiên là của bệ hạ, là của nhà Tần. Còn ngươi, chỉ là một phò mã, chỉ vì liên quan đến công chúa mà ngươi mới có vị trí hôm nay, đại lương mãi mãi chỉ có họ Tần, không hổ là thừa tướng. Mỗi câu nói đều là mở đường, bệ hạ, ta nghi ngờ Lâm Thiên là để có thể lên ngôi vua, nên đã giết hại Tần phò mã, người tiếp theo có thể là Đoạn phò mã, nếu Đoạn phò mã gặp nạn, sợ rằng vương gia Trần Bắc trong cơn giận dữ sẽ làm ra một số việc quá khích, lão thần cả gan, xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Bệ hạ, thần nghi ngờ thừa tướng lạm dụng quyền lực, mưu lợi riêng, thậm chí cấu kết với Bắc Nguyên mưu phản, vì vậy thần đề nghị thu hồi quyền lực của thừa tướng, giao cho Bắc Chấn phủ điều tra, trong thời gian này không được liên lạc với bên ngoài. Sư phụ nói đúng, bệ hạ hãy thu hồi quyền lực của thừa tướng, thần đồng ý. Vô lễ, ta đường đường là thừa tướng, quyền cao chức trọng, sao có thể làm chuyện cấu kết với ngoại địch. Bệ hạ, lão thần trung thành, trời đất chứng giám. Còn Lâm phò mã, vu oan cho thần, thần đề nghị phế truất chức phò mã và tổng đốc của hắn, giao cho đại lý tự điều tra thân phận. Các ngươi nói đủ chưa? Nếu đủ rồi thì nghe chấm nói. Thưa tướng, Triệu Bạch Kim là môn sinh của ngươi. Những việc hắn làm có liên quan gì đến ngươi hay không, chấm không quan tâm. Nhưng hành vi của hắn gây hại cho triều đình, ngươi với tư cách giám quốc lại không quan tâm, không trừng phạt. Bây giờ còn giải thích cho kẻ đã chết, ngươi làm giám quốc như thế nào? Và Tần Phong này, theo chấm biết, gần đây ngươi liên lạc rất mật thiết với hắn, sau đó xảy ra chuyện bán cháo bùn. Ngươi dám nói, điều này không liên quan gì đến ngươi sao? Bệ hạ, thần, chấm, tin tưởng ngươi, mới giao giám quốc cho ngươi, nhưng chấm, chưa mù lòa. Những chuyện này, chấm đều thấy rõ, vì vậy, chiếc ấn giám quốc này, hãy trả lại đi. Bệ hạ, như nay triều đình bảy phần, đều là môn sinh của ta, nếu thần không giám quốc, sẽ khiến họ thất vọng. Ngươi đang đe dọa chấm sao? Không dám, chỉ là thần luôn tận tâm vì hoàng thượng, vì triều đình, nhưng hoàng thượng lại bỏ rơi thần khi đã xong việc, thần cảm thấy không cam tâm. Ngươi thật nực cười. Thừa tướng, một ngươi vì lợi ích của bệ hạ, vì lợi ích của triều đình, với tư cách là thừa tướng giám sát đất nước, lại để cho môn sinh ăn bánh bao máu người, ngươi có biết thiên hạ này gốc rễ là gì không? Chính là bá tánh chính là gốc rễ của thiên hạ. Nước có thể chở thuyền nhưng cũng có thể lật thuyền. Ngươi nhìn lại ngươi đi, không chỉ bóc lột bá tánh, còn không coi bá tánh là người, chỉ vì ngươi đọc vài năm sách, mặc dù đứng ở vị trí cao nhưng lại không làm tròn trách nhiệm. Sớm muộn gì, những trận lũ lụt này sẽ làm chết người. Chỉ là một lũ dân tầm thường mà thôi, những gì họ có, không phải là do chúng ta cho sao? Ngươi đã cho họ cái gì? Ngươi cho họ sự áp bức. Hãy nhìn kỹ, những người lao động ngày đêm trên đồng ruộng này, nếu không phải họ canh tác, ngươi, ông già này, còn không có cơm để ăn. Ngươi dám chửi ta chửi ngươi thì sao? Ta còn đánh ngươi nữa. Nực cười, thật là vô lý, đại lương quốc có phò mã như ngươi. Thật sự là nên mất nước. Dám đánh ta, đánh tốt, ngươi nên bị đánh. Trương Đức Văn, Tống Dũng, hai người các người. Lão Phu nhớ rồi. Bệ hạ, Lâm Thiên lần này phạm thượng, tam phẩm, dám đánh nhất phẩm, còn có lẽ nào? Lâm Thiên, với tư cách là Tổng đốc Bắc Chấn Phủ, tuy là quan tam phẩm, nhưng lại có quyền tiền trảm hậu tấu. Lâm Thiên, tại sao lại đánh người? Nếu không nói rõ lý do, thì chấm sẽ tước bỏ chức vụ Tổng đốc của ngươi. Bệ hạ này đúng là biết diễn kịch. Hồi bệ hạ, ta đánh ông ta vì ông ta nói sai lời. Đại lương quốc thịnh vượng, làm sao vì một kẻ phò mã nhỏ bé mà suy vong? Ta thấy ông ta đang lừa gạt mọi người, là lão hồ đồ rồi, ta chỉ là tốt bụng nhắc nhở ông ta thôi. Lý sự, đây là lý sự đấy à? Đây mới là lý sự, làm sao lại là lý sự? Đây mới là lý sự đấy. Đủ rồi, thưa tướng, giao lại lệnh giám quốc đi, nếu không chấm sẽ để ngươi về hưu. Bệ hạ, ngài thật sự muốn làm như vậy sao? Lão già kia, sao ngươi lắm lời thế? Bảo giao thì giao đi, cẩn thận ta giết ngươi bây giờ. Giết ta, ngươi dám sao? Ngươi phải hỏi xem những môn sinh của ta có đồng ý không. Ta có gì mà không dám? Giết hai người cũng là giết. Đừng nghĩ triều đình không có các ngươi là không làm được việc gì. Các ngươi không muốn làm, người có khả năng hơn các ngươi không thiếu. Ai mà dám nói giúp lão già này thêm một câu, ta không ngại ngoài cổng thành treo thêm vài cái đầu.
các môn sinh, các ngươi, thừa tướng, còn không mau giao lệnh bài ra. Từ nay trở đi, Lâm Thiên, ngươi sẽ giữ lệnh giám quốc này. Thấy lệnh bài này, tức là như thấy chấm. Tất cả mọi người đều phải hành lễ quỳ bái, mọi việc lớn nhỏ trong triều đều do Lâm Thiên chủ trì. Sau khi bãi triều, Tống Dũng có thần, ngươi dẫn Lâm Thiên đến Tổng Chính Sứ, học cách xét duyệt tấu chương, thần tuân mệnh. Bãi triều, cung tiến bệ hạ. Bệ hạ, có vẻ bệ hạ quyết tâm để Lâm Thiên kế vị, nhưng việc này không dễ như vậy, Đoạn Vương gia chắc chắn không thể ngồi yên. Đây là tấu chương mới nhất, xin hãy xem qua. Hoàng công công, ta đến Tổng Chính Sứ xem tấu chương, không vi phạm quy định nhỉ? Tất nhiên, bệ hạ đồng ý. Ba vị phò mã tranh kế vị, ai ở Đại Lương không biết phò mã Đoạn Văn Võ Song Toàn là con trai của vương gia Trấn Bắc, tương lai sẽ vào Đông Cung, chắc chắn là ngày khiêm tốn một chút. Bây giờ Tần Phong đã chết, chỉ còn Lâm Thiên, việc xem tấu chương không thể để hắn biết được. Lâm Thiên chỉ là một kẻ không rõ lai lịch, sao có thể so với phò mã được? Nô tài thấy hoàng thượng chỉ lợi dụng hắn để đối phó với thừa tướng thôi. Trong lòng nô tài, người sẽ đăng cơ ngai vàng sau này chính là phò mã. Nhìn bản tấu chương này, đúng là đạo lý trời đất. Lâm Thiên dù có đến, nô tài cũng không cho hắn xem. Nếu hôm nay ta nhất định phải xem thì sao? Vô lễ, gặp giám quốc mà không hành lễ. Giám quốc, nay hoàng thượng đã thu hồi quyền giám quốc của thừa tướng và giao lệnh giám quốc cho Lâm tổng đốc, dựa vào đâu? Ta không tin. Nô tài bái kiến giám quốc. Bái kiến giám quốc. Hoàng công công phải không? Ngươi đã ở Tông Chính Tư được mấy năm rồi? Hồi bẩm giám quốc, nô tài đã ở đây 5 năm rồi. Đi chỗ khác. Ngươi là Thông Chính Tư trưởng Ấn Thái Giám, ngươi không biết báo cáo không được cho người khác xem à? Ngươi định phản loạn à? Nô tài đáng chết, nô tài biết lỗi rồi, xin giám quốc hãy tha mạng cho nô tài. Ngươi vừa mới nói ta không có quyền xem báo cáo, sao thế? Ta, ngươi giám quốc có quyền xem không? Có, giám quốc tự nhiên là có. Vậy ngươi nói xem, tự ý xem báo cáo phải chịu tội gì? Nói tội chết. Đoạn Trấn Vũ, ngươi là chỉ huy quân vệ Lâm, không làm đúng công việc mà lại đến đây xem báo cáo, ai cho ngươi quyền? Lâm Thiên, đừng tưởng ngươi làm giám quốc là có thể làm gì ngươi muốn, ngươi chỉ là hư danh mà thôi. Dựa vào đám cấm vệ quân mà ngươi có, lệnh giám quốc của ngươi sớm muộn gì cũng phải đổi người. Dù sao đi nữa, miễn là ta còn giữ lệnh giám quốc, ta sẽ làm giám quốc. Với tư cách là chỉ huy quân đội hoàng gia, ngươi đã tự ý rời khỏi nhiệm vụ, tự ý xem xét báo cáo, tội này phải chịu tử hình. Nhưng vì đây là lần đầu phạm tội, ta có thể tha mạng cho ngươi, nhưng vì được miễn tử hình nhưng không tránh khỏi hình phạt. Lâm Thiên, ngươi định làm gì? Người đâu, kéo xuống đánh 30 gậy. Nhớ đánh thật mạnh, nếu hắn chống cự, xem như là âm mưu phản loạn, cứ giết luôn đi. Lâm Thiên, ngươi sẽ hối hận đấy. Vương công công, ngươi là thái giám trưởng Ấn của Thông Chính Tư, làm ngơ cho người khác tự ý xem báo cáo, biết pháp vi phạm pháp. Ta đã sai rồi, ta biết mình đã sai rồi, xin tha mạng, xin tha mạng. Có quyền thật tốt. Đây là báo cáo, xin xem xét. Có quyền thật tốt, một câu đã quyết định sinh tử, thật sảng khoái. Quân Trấn Bắc xuất phát, quân Trấn Bắc xuất phát. Họ đi đâu? Không biết. Tấu chương chỉ có vài chữ này, là tấu chương của huyện lệnh Thương Huyện. Huyện lệnh Thương Huyện, Thương Huyện nằm ở Bắc Lương. Hỏng rồi, e rằng có chuyện lớn. Không cần hoảng sợ, ta sẽ để cẩm y vệ đi thăm dò tình hình trước. Tên Lâm Thiên thật quá đáng, dám đánh ngài thành ra thế này, nếu ta không biết võ công, e rằng đã bị đánh chết rồi. Lâm Thiên này, ta nhất định sẽ khiến hắn chết không đất chôn. Hiện nay hắn đã có lệnh giám quốc, lại còn nắm giữ cẩm y vệ, có vẻ như bệ hạ định để hắn vào Đông Cung rồi, e rằng không dễ đối phó. Không đời nào, nhà họ Đoạn ta tuyệt đối không để một kẻ không rõ lai lịch làm hoàng đế. Phò mã, ta ủng hộ ngươi, nếu ngươi đăng quang, lão phu nhất định sẽ dẫn dắt quần thần đi theo sự dẫn dắt của ngài. Ta đăng quang cái gì chứ, nếu có đăng quang cũng là phụ vương ta đăng quang. Phò mã, ý ngươi là phụ vương ta đã dẫn đại quân đóng quân ngoài thành trăm dặm, bây giờ chỉ cần thừa tướng đại nhân giúp một tay thì đại sự có thể thành. Lúc đó ngươi vẫn là thừa tướng và vẫn là người giám quốc. Phò mã, ngươi muốn ta làm gì? Đến đây, đến đây. Công chúa khiêu vũ huyền truyền, thanh lịch và quý phái, thật là một thú vui cho mắt.
giám quốc đến thăm khuya, có việc gì quan trọng không? Có vẻ công chúa đã giả điên suốt. Trong thâm cung, không ngu ngốc một chút, làm sao sống sót? Vậy tại sao hôm nay không giả nữa? Mệt mỏi. Đây là vật kỷ niệm của mẫu thân Tấn Vân Hy, cũng là lãnh chủ của Mặc Môn. Cho ngươi. Sao nhanh vậy? Không muốn giấu nữa, giữ lại cũng vô ích. Chuyện năm đó vốn là lỗi của ông nội ta trước. Tấn Vân Hy, mẫu thân của nàng cũng là nạn nhân. Còn Tấn Vân Hy càng vô tội. Thực ra, ta định dùng chứng cứ Đoạn Trấn Vũ trộm tấu chương làm lý do nên bị giết để uy hiếp ngươi. Xem ra là thừa. Ta không có chút tình cảm nào với hắn, nếu ta không muốn đưa, uy hiếp cũng vô ích, không có tình cảm. Vậy ngày đó tại sao ngươi giúp hắn nói chuyện? Không phải đã nói rồi sao, giả điên thôi, để người khác không đoán được, không phải tốt hơn sao? Bản cung mệt rồi, giám quốc hãy về đi. Nhưng ta vẫn rất tò mò, tại sao ngươi không muốn tiếp tục giả vờ nữa? Nhận ra bản chất của cuộc sống. Người quen nhiều năm cũng có dị tâm. Ngươi nói sống còn ý nghĩa gì? Ý ngươi là gì? Trấn Bắc Vương muốn nổi loạn, giành ngôi. Quả nhiên như ta đã nghĩ. Công chúa cáo từ. Đại nhân, gọi thuộc hạ đến lúc này, có việc gì khẩn cấp không? Vật phẩm từ công bộ đã được sắp xếp chưa? Đã phân phối cho 100 người giỏi rồi. Tốt lắm, Trấn Bắc Vương muốn nổi loạn. Gì cơ? Trấn Bắc Vương nổi loạn? Làm sao có thể? Cử người đi thăm dò bên ngoài thành. Ngoài ra, đặt 100 cầm y vệ được trang bị súng ở trong cung, sẵn sàng nhận lệnh. Vâng, những ngày gần đây e rằng không yên à? Đại nhân, ta e rằng đêm nay sẽ không yên. Sao lại thế? Theo nguồn tin thám tử, đêm nay ngoài thống lĩnh Ngự Lâm quân, bộ trưởng công bộ và bộ trưởng bộ hộ gia, các quan chức khác đều bất ngờ tập trung tại phủ thái thú, những vị trí quan trọng đều không có người. Nếu có chuyện xảy ra, sẽ lập tức rơi vào hỗn loạn. Và thống lĩnh Ngự Lâm quân, Đoạn Trấn Vũ đang ở hoàng thành, là con trai của Trấn Bắc Vương. Điều đó có nghĩa là, đợi một chút, bây giờ là mấy giờ rồi? Đại nhân, bây giờ đã là giờ Mão, trời sắp sáng rồi. Sáng rồi, vâng. Bệ hạ, hay là ngài ăn một chút đi. Ta không có khẩu vị, ăn không vào, hay là ta bảo Ngự Thiện Phòng nấu một chén cháo cho ngài? Ngài không phải thích cháo thịt nạc sao? Lão Triệu à, ngươi này, đừng nói nhiều nữa. Ta ăn không được là ăn không được, nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn chưa hiểu tính ta sao? Nô tài chỉ lo lắng cho bệ hạ thôi. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Nô tài ra ngoài xem thử. Lâm Thiên, ngươi trở về rồi. Chắc chắn Trấn Bắc Vương muốn tạo phản. Trong cung có gì lạ không? Không thể nào, tại sao Trấn Bắc Vương lại đột nhiên tạo phản? Không kịp giải thích nhiều, ta sẽ tìm người bảo vệ Đông Lôi cung, không ai được phép vào. Ngươi đi đâu vậy? Càn Thanh cung, phụ hoàng của ngươi có thể gặp nguy hiểm. Ta đi cùng ngươi, ngươi ở yên đó, nếu thật sự có chuyện, ta không thể lo hết được. Nếu ngươi gặp chuyện gì, ta phải làm sao? Còn ta thì sao? Ngươi không quan tâm ta sao? Ngươi là thánh nữ, ai dám động vào ngươi chứ? Với lại ta còn cần ngươi giúp nữa. Không giúp? Ngươi không giúp sao? Thái thượng phù, sao thế? Không muốn giúp à? Ngươi chỉ biết bắt nạt ta. 30 vạn quân bên ngoài thành, ta giao cho ngươi. 30 vạn quân, ta đâu phải thần tiên, làm sao giải quyết đây? Ngươi là thánh nữ, sao lại không giải quyết được? Bản thánh nữ không có cách nào. Nhưng mà, đại tế sư đã đến kinh thành, với lực lượng trấn ma vệ do ông ta dẫn đến, để đối phó với 30 vạn quân, chắc là đủ rồi. Trấn ma vệ có bao nhiêu người? Người người. Lão cẩu, đa tạ ngươi đã mở cửa cho bản thống lĩnh. Đoạn Trấn Vũ, ngươi định làm gì? Ngươi định nổi loạn à? Nổi loạn, ha ha ha, ta chỉ là theo trời mà làm thôi. Tấn Nhiêu yếu ớt vô dụng, Bắc Uyên còn bắt nạt lên đầu, còn không dám bắt phạt. Bệ hạ mau chạy đi, không biết sống chết. Bệ hạ, lão nô đi trước một bước. Lão Triệu, thật là chủ tớ tỉnh thâm mà,
Bệ hạ nhìn người yếu ớt thế này, khổ sở biết bao, chi bằng để ta tiễn ngài một đoạn, chấm đối đãi ngươi không tệ. Đối với gia tộc ngươi càng là chăm sóc chăm bề, tại sao các ngươi lại tạo phản? Không có tại sao, chỉ là Bắc Lương quá nghèo nàn, sao bằng kinh thành phú hào? Phụ vương ta chinh chiến cả đời, cũng muốn thưởng thức sự phồn hoa của kinh thành. Nông phu và con rắn. Nếu biết trước như vậy, chấm thật hối hận lúc đó không chém đầu của cha ngươi. Thật đáng tiếc ta hồ đồ, không chỉ phong hắn làm vương, còn để ngươi làm phò mã. Tội nghiệp con gái của ta, đừng nhắc đến con gái điên của ngươi. Người tội nghiệp thực sự là ta. Vì đại nghiệp của cha ta đã cùng điên bà tử đó, ở bên nhau 5 năm. 5 năm đấy, ngươi biết ta đã trải qua như thế nào không? Các người là ngự lâm quân của hoàng gia, bây giờ lại cùng phản loạn với kẻ thù. Các người còn giữ tinh thần quân nhân không? Các người nên đầu hàng ngay. Xin lỗi, chúng ta là quân Trấn Bắc, không phải những kẻ bỏ trận, chưa từng chiến đấu. Hóa ra ngự lâm quân đã bị quân Trấn Bắc xâm nhập, vậy hãy giết hết đi. Tiểu tử, chết đi, đội súng thần, hạ sát họ, cứu giá. Lại là ngươi, tên khốn nạn Lâm Thiên, Đoạn Chân Vũ, mau thả bệ hạ, cẩn thận ta xẻ xác ngươi. Ha ha, thả ư? Ngươi coi ta là ngốc à? Nếu ta thả hắn, ta chắc chắn sẽ chết. Ra ngoài hết. Ta bảo các người ra ngoài hết, không cho ta siết cổ hắn à? Đại nhân, làm sao đây? Nhưng mà ra ngoài đi, đừng nghe lời hắn. Bỏ vũ khí trong tay xuống, rồi từ từ bước lại đây. Ngươi cùng Vân Hy nhanh chóng đi đi, nói với nàng, ta xin lỗi hai mẫu nữ họ. Ban đầu là ta không thực hiện được lời hứa với mẫu thân nàng, khi ta chết, ta sẽ tự mình xin lỗi nàng, chết không sớm thì muộn cũng làm ra vẻ tình cảm. Ngươi có biết mình thật là ghê tởm không? Bệ hạ, nhanh lên, Lâm Thiên, đi, bệ hạ, ta đã đến đây, mặc dù ta không phải người của thế giới này, nhưng Vân Hy đã gả cho ta, ngươi là người thân của ta, làm sao ta có thể không cứu? Trước kia ngươi không phải rất tự hào sao, tổng đốc Bắc Trấn phủ, giám quốc, tất cả đều là vớ vẩn. Từ hôm nay ngươi là một con chó, ta sẽ trói ngươi lại, để sống như một con chó. Đoạn Chân Vũ, hôm nay ta có thể chết, nhưng ngươi cũng không sống nổi. Bên ngoài thành đóng quân 300.000 quân Trấn Bắc, ngươi nói sao ta sống không nổi? Ngươi có biết Thái Thượng Thư Viện, Trấn Ma Vệ không? Tất nhiên những ai có thể vào đó, mỗi người đều là cao thủ, bất kỳ ai trong số họ cũng có thể chế ngự hàng vạn quân. Ngươi hỏi cái này làm gì? Vậy thì ngươi biết là tốt. Bây giờ đại tế sư của Thái Thượng Thư Viện đang dẫn theo 10 Trấn Ma Vệ đi đến nơi đóng quân của Trấn Bắc đi, tự nguyện chịu trói. Đến lúc này rồi, ngươi vẫn còn lừa ta, Thái Thượng Thư Viện có lý do gì để đến? Chẳng lẽ họ là do ngươi mời đến? Họ đến vì ta, cũng sẽ rời đi vì ta. Đủ rồi, Lâm Thiên, quỳ xuống học vài tiếng chó sủa đi, có thể ta sẽ để lại cho hắn một xác toàn thây. Thế tử không ổn rồi, quân Bắc Kinh của trẫm đã bị tiêu diệt hết. Cái gì? Nói lại lần nữa. Quân Trấn Bắc đã bị tiêu diệt hết. Cái gì? Nói lại lần nữa. Quân Trấn Bắc đã mất, vương gia cũng đã tự sát. Thật tốt quá, các người đang tự chuốc lấy trách nhiệm, chết không thể oán. Không thể nào, sao lại thế này? Đoạn Chân Vũ, người đã thua, nhanh chóng thả bệ hạ, ta có thể tha cho người một mạng. Đừng mơ. Đến nước này rồi, bệ hạ người cũng chết thôi. Bệ hạ. Đoạn Chân Vũ, ta sẽ giết ngươi, ta giết, ha ha. Bệ hạ. Lâm Thiên, trẫm muốn truyền ngôi cho ngươi, ngươi phải hứa với trẫm, dẫn dắt Đại Lương đến vinh quang, làm lợi cho bá. Bá. Bệ hạ. Phụ hoàng, ngài đi rồi con phải làm sao đây? Phụ hoàng nhắn lại rằng, ngài xin lỗi cô và mẫu thân. Sau khi xuống dưới, ngài sẽ tự mình xin lỗi mẫu thân. Phụ hoàng, đi đường bình an. Nén bi thương. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vạn vạn tuế, đây chính là cảm giác hành quyền thiên hạ, say mê mỹ nhân. Cũng chỉ là, làm hoàng đế tuy là trên vạn người, nhưng cả ngày đều phải ở trong hoàng cung, còn phải xử lý quốc sự, thật làm người phát điên. Ta vẫn nên làm một phò mã nhàn rỗi thì hơn. Đúng vậy, làm như thế. Tốt, các vị bình thân. Tạ bệ hạ. Chấm, hôm nay ta muốn công bố một việc. Ban đầu ta chỉ là một người ngoài họ, nhận hoàng vị này, nhiều người không hài lòng. Thậm chí bên ngoài cũng có nhiều lời đồn đại. Vì vậy, ta muốn nhường ngôi này cho Vân Hy. Không biết mọi người có ý kiến thế nào? Nữ nhân làm hoàng đế à? Qua các triều đại, chưa từng có tiền lệ. Đúng vậy, làm sao nữ nhân có thể làm hoàng đế? Chính xác, phụ nữ làm sao có thể làm hoàng đế?
Được rồi, ta nói có thể thì có thể, nếu ai không đồng ý thì cứ hỏi. Tú Xuân đao trong tay cầm y vệ của ta. Hoàng thượng, thần nghĩ có thể, thần tán thành, còn các người thì sao? Thần cũng tán thành. Vân Hy, vị trí này. Đây là vật kỷ niệm của mẫu thân ngươi, ta đã mang nó về cho ngươi. Lâm Thiên, đa tạ ngươi. Từ hôm nay, chấm phong Lâm Thiên làm Á Hoàng, thấy người như thấy chấm. Ngoài ra, vì thừa tướng tự thấy, tội lỗi quá nặng mà nhảy giếng. Chức thừa tướng bị bỏ trống. Tông Dũng, có thần, ngươi kế nhiệm chức thừa tướng. Đa tạ ân điển của bệ hạ. Có việc tâu, không việc bãi triều. Cung tiến bệ hạ, cung tiến Á Hoàng. Nhất định đừng quên. Ghét quá. Đừng nói chuyện đó ở ngoài, về nói tiếp. Được thôi, lão bà nữ đế của ta,